chương 160 Bàn âm dương Ba người Diệp Tố bị bàn tay thò ra từ vết rách không gian chụp đi, khi phản ứng lại thì đã tới một nơi xa lạ. Đây có vẻ là một đỉnh núi, mặt đất bằng phẳng, chung quanh mây mù lượn lờ, ngẫu nhiên có vài sợi ánh sáng xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống, đỉnh núi to như vậy mà chỉ có ba người bọn họ. Hai mắt dịch huyền vẫn còn đỏ quạch, ma khí trên người cũng rất rõ ràng. Diệp Tố rỗi tay kiểm tra linh phủ của hắn, tuy nhiên bị ma khí chống cự, chỉ đành thu hồi linh lực hỏi, cảm giác thế nào? Vẫn còn khống chế được. Dịch huyền nắm chặt trọng minh đao, dồn hết toàn lực chống lại ma khí trong cơ thể. Nguyên Anh vỡ nát, ma chủ huyết mạch trong cơ thể hắn thức tỉnh. Có người bước ra từ trong mây mù, nhìn dịch huyền chậm rãi nói, người đã không còn đường quay lại. Người này cũng khoác một kiện áo choàng thanh bồng, chẳng qua trên vai trái có thêu thêm một đóa tùng văn. Ông ta lặng yên không một tiếng động xuất hiện, khuôn mặt vừa nhìn thấy đã quên ngay, sau lưng xương khói lượn lờ. Ba người nhìn không thấu cảnh giới của ông, cũng không cảm nhận thấy bất cứ uy áp gì, người đối diện tựa như một người bình thường mà bọn họ có thể lướt qua bất cứ lúc nào. Ánh mắt của người nọ rời sang Diệp Tố, người không cảm giác được đau sao. Tự đoạn một nửa thần thức, thống khổ không ít hơn vị bên cạnh đâu. Dịch huyền ngạc nhiên quay đầu nhìn sang Diệp Tố, hắn cho rằng chính mình đã đủ đau đớn chật vật, không ngờ nhìn đại sư tỷ không có gì khác thường vậy mà lại. Vừa rồi khi thấy giọng điệu của côn luân chính sơ tôn nhân lạnh băng khác thường, Diệp Tố sợ xảy ra chuyện nên đã trực tiếp cắt đứt những thần thức vẫn chưa thu hồi ở bên dưới lâm tuyển thành. Thần thức về sau sẽ có thể khôi phục. Diệp Tố cũng không để ý đến chuyện này mà lại hỏi, huyết mạch ma chủ thức tỉnh sẽ phát sinh cái gì? người này chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tình trạng của nàng và dịch huyền nói vậy vừa rồi người ra tay ngăn cản chính sơ tôn nhân chính là ông ấy khó trách bồng lai vẫn luôn là một thế lực không ai nắm bắt được nhập ma đối phương bình đạm trả lời hai chữ sắc mặt dịch huyền thay đổi siết chặt hai tay kiên định nói ta sẽ không nhập ma nhập ma đối với ngươi không phải là một chuyện xấu người nọ mỉm cười nói tầm mắt lại nhìn sang bên cạnh Đối diện với đôi mắt của Du Phục Thời, đã lâu không gặp, trạng thái của ngài xem ra không tồi. Du Phục Thời nắm khắp huyết kiếm đứng ở bên cạnh Diệp Tố, ư, ừ, một tiếng. Lần này đến lượt Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời, hai người này quen biết nhau. Khi Tiểu Sư Đệ nhận thấy tầm mắt của Diệp Tố thì liền nghi hoặc nhìn lại, hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy quen biết người đối diện thì có vấn đề gì. Diệp Tố quay đầu lại nhìn người đối diện. Nơi này là nơi nào, xin hỏi ngài là ai? Người nọ hơi hơi nghiêng người, kiên nhẫn đáp lời, nơi đây là lối vào Bồng Lai, ta là Bồng Lai trưởng sử, các vị mời đi theo ta. Ba người đi theo phía sau ông, xuyên qua mây mù, nhìn thấy Bồng Lai trưởng sử cứ như thế đi ra ngoài vách núi đạp chân vào không trung, mỗi bước chân đều giống như đang đi trên mặt đất. Diệp Tố dẫn đầu đi ở phía trước, nàng thử vươn chân, thật sự là mặt đất ba người đi theo bồng lai trường sử mỗi bước chân mỗi quang cảnh khác nhau hoàn toàn nhìn không ra đâu là đâu hai người trước kia quen nhau à nàng quay đầu lại thấp giọng hỏi du phục thời vị tiểu sư đệ nào đó nghiêng đầu lục lọi trí nhớ không có mấy trong đầu mình có quen khi nào diệp tố không quên chuyện máu của tiểu sư đệ và máu của ninh thiền giao có cùng công hiệu du phục thời vươn ra một bàn tay tính tính lại phát hiện tính không ra, không nhớ rõ. Quãng đường phải đi cũng không dài lắm, rất nhanh đã tới điểm đến. Trên một chiếc lá bồ đề thật lớn có một tòa sân, bên trong đầy đủ mọi thứ đồ dùng cần thiết, còn có một miệng giếng. Bên ngoài sân là cầu thang xoan ốc, men theo cầu thang đi về phía trước là có thể đến một tòa sân ở một chiếc lá bồ đề khác, đi xuống dưới cũng như vậy, sẽ đến một tòa sân khác nằm trên lá bồ đề dịch huyền cúi đầu nhìn xuống toàn bộ bồng lai đều được kiến tạo trên lá bồ đề đây là sân ngài đã dùng trước kia vẫn luôn được giữ lại cho ngài bồng lai trường sử nhìn về phía du phục thời nói sân không nhỏ ngoài phòng ngủ chính còn có thêm vài phòng khác đủ cho ba người vào ở trong mắt du phục thời chỉ có diệp tố hắn đi theo nàng đầu óc cũng không thèm hoạt động căn bản chẳng nghĩ chuyện gì lời của bồng lai trường sử cứ như gió thổi qua tai không có nửa điểm phản ứng bồng lai trường sử tự hồ đã quen với phong cách hành sự của hắn cũng không để ý diệp tố nắm lấy cơ hội hỏi trường sử không biết có thể hỏi một câu được không vì sao lại nói sư đệ ta nhập ma không phải là chuyện xấu dịch huyền nghe thấy từ ma trong lòng liền trầm xuống nhưng khi thấy diệp tố vẫn nguyện ý gọi mình là sư đệ thì thân thể vẫn không nhịn được mà cứng đờ quay lại bồng lai trường sử nhìn dịch huyền lúc hắn sắp thân vẫn đạo tiêu huyết mạch ma chủ trong cơ thể đã trỗi dậy cứu hắn vì thế sau này muốn vận lực thì cũng chỉ có thể dùng ma khí ta không muốn nhập ma dịch huyền khăng khăng nói hắn muốn được quang minh chính đại đi lại ở tu chân giới cùng với người thiên cơ môn Tu luyện đại đạo bao gồm cả lưỡng đạo yêu ma, tu sĩ hay ma tu cũng không khác nhau. Bồng Lai trưởng sử nói, chỉ là xem ở chỗ bản thân người tu luyện như thế nào mà thôi. Trọng Minh bỗng nhiên bay ra từ thân đao, mặt mày của người thanh niên bao dung, hắn nhìn Dịch Huyền nói, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Dịch Huyền thấy linh thể Trọng Minh đã khôi phục, cục đá trong lòng cũng rơi xuống, hắn hỏi một vấn đề mà bản thân đã muốn hỏi từ lâu lúc trước ngươi có biết ta là nửa ma hay không trọng minh hơi gật đầu từng cảm nhận được huyết mạch ma chủ mặc dù là vậy ngươi vẫn muốn nhận ta dịch huyền nắm chặt trọng minh đau hỏi ngươi chính là ngươi trọng minh nói ta nguyện ý nhận ngươi là chủ không có liên quan gì đến huyết mạch một người một linh đồng lòng khiến cho linh khí chung quanh dao động linh khí chạy dọc theo khắp các đường gân trên lá bồ để khiến chúng không ngừng lóe lên từng tia sáng truyền tới chung quanh bọn họ. Ta ở tầng trên cùng. Sau khi bồng lai trưởng xử lưu lại một câu như vậy liền biến mất trước mắt mọi người. Dù phục thời kéo Diệp Tố đi về phía phòng chính, bỏ lại một người một linh trong viện đi ăn cái gì đi. Diệp Tố trong phòng quả nhiên trên bàn có một mâm to chất đầy linh quả mọng nước bên cạnh còn có một ấm linh trà. Du phục thời rất quen thuộc nơi này, hắn cầm linh quả đưa cho Diệp Tố, sau đó lại lấy một cái ly rót linh trà nóng hổi, đẩy đến trước mặt nàng, uống vào là sẽ khỏe thôi. Diệp Tố cúi đầu nhìn nước trà trong vắt trong ly, sau đó lại dương mắt đối diện với đôi mắt của Du Phục Thời, để uống vào thì cũng khỏe hơn sao? Du Phục Thời nghiêm túc nói, uống vào sẽ không đau nữa bàn tay cầm linh quả để dưới bàn của Diệp Tố bỗng siết chặt, từ lời này của hắn nàng liên tưởng đến điều gì đó, nhưng sắc mặt lại không có gì biến hóa, chỉ nâng một tay khác lên cầm lấy ly trà, ngửa đầu uống cạn. Sau khi uống ly trà nóng quả nhiên linh phủ tràn ngập đau đớn của Diệp Tố trong nháy mắt được xoa dịu, nước trà này hẳn là không đơn giản chỉ linh trà mà còn có thêm thứ gì khác. Tốt rồi, Diệp Tố buông ly, nhìn Du Phục thời hỏi để có buồn ngủ không? Du phục thời nghĩ nghĩ, gật đầu, mỗi lần hắn nắm khắp huyết kiếm trong thời gian lâu thì sẽ dễ mỏi mệt. Vậy để đi nghỉ sớm đi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Diệp tố nói với hắn, nàng nhìn du phục thời ngủ rồi, lại đợi một lát mới đi ra ngoài, tuy nhiên nàng lại không phải đi sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Diệp tố đứng bên ngoài phòng chính, nàng nhìn dịch huyền đang ngồi đà tọa tại chỗ trong sân ma khí quẩn quanh khắp người. Mặc dù dịch huyền phải nhập ma, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng dịch sư đệ của hiện tại không giống với trong nguyên tác. Diệp Tố đứng đợi một hồi lâu, mãi cho đến khi hô hấp của người trong phòng hoàn toàn đều đặn nàng mới đi ra khỏi sân, bước từng bước lên cầu thang nối lên trên. Đi mãi đến đỉnh của bồ đề đại thụ, một điện phủ hiện ra. Cửa đại điện mở rộng, bồng lai trường sử đang ngồi ở giữa bàn âm dương diệp tố cất bước tiến vào trong điện nàng dừng lại trước bàn âm dương không tiếp tục đi tới lúc này bồng lai trường sử mới mở mắt ra ngươi tới rồi các ngươi có quan hệ gì với tiểu sư đế diệp tố hỏi diệp tiểu hữu chỉ muốn hỏi chuyện này bồng lai trường sử đứng lên bàn âm dương lập tức chậm rãi chuyển động ông nói với diệp tố ngươi bước vào đây diệp tố nhìn bàn âm dương đang chuyển động trong đó chứa đựng một lực lượng cuồn cuộn vô biên không rõ, nàng chậm rãi bước vào. Bồng lai trường sử đứng bên cạnh Diệp Tố, bàn âm dương trong điện đột nhiên bay lên, nổi trước người hai người. Hơn hai ngàn năm trước, chúng ta đã cứu hắn. Câu đầu tiên mà bồng lai trường sử nói ra khiến cho cả người Diệp Tố cứng đờ, vốn dĩ trong lòng nàng sớm đã có suy đoán, chỉ là có vài điểm không hợp với lẽ thường nên nàng vẫn luôn xem nhẹ nó. Bồng lai trường sử giơ tay trái lên trước mặt Diệp tố nhiều thêm một bàn âm dương cỡ nhỏ hai mảng trắng đen chuyển động càng lúc càng nhanh ranh giới của chúng dần dần mơ hồ cuối cùng trước mắt nàng hiện lên vài đoạn ngắn một đường đi sâu thẳm xuống địa lao u ám một người với khuôn mặt bình thường bị cột trên giá chữ thập cả người hắn không có một chỗ nào lành lặn nhưng tất cả vết thương đều đang chậm rãi khôi phục chỉ duy nhất một miệng vết thương ở cổ tay bị xuyên qua một sợi chỉ kéo sang hai bên không cho nó khép lại. Bên dưới vết thương ở cổ tay có đặt một cái thùng, máu không ngừng nhỏ giọt. Hắn chính là huyền âm chi thể mà chúng ta đã mang đi." Bồng Lai trưởng sử đứng bên người Diệp Tố nói. Diệp Tố nhìn chằm chằm gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn kia, không cách nào liên hệ với tiểu sư đệ nhà mình, ảo thuật Bồng Lai. Chương 161. Tính trước tương lai. Khi ở trong luân chuyển tháp, Diệp Tố đã từng suy đoán du phục thời có thể là huyền âm chi thể đầu tiên, nhưng lại cảm thấy có vài chỗ không đúng lắm. Đồn rằng huyền âm chi thể là một đệ tử của một tiểu tông môn, luôn bị nhốt dưới mặt đất. Về sau tiểu tông môn này ánh mắt thiền cận lại đem máu ra ngoài bán nên bị người phát hiện manh mối, thiếu chút nữa khiến tu chân giới náo động. Các đại tông chủ rõ ràng hơn 2.000 năm trước đã gặp qua huyền âm chi thể. Nếu Du Phục Thời là huyền âm chi thể đó thì khi ở Tông Môn Đại Bỉ bọn họ không thể nào không nhìn ra. Tiếp nữa là khắp huyết kiếm của Du Phục Thời cũng luôn nằm trong kiếm chủng của ngô kiếm phái. Hơn hai ngàn năm trước nó đã có mặt ở đấy, không nhận ai làm chủ, các mốc thời gian không khớp. Quan trọng là huyền âm chi thể trước đó gặp phải nhiều chuyện không tốt. Diệp Tố nhớ tới bộ dáng ngày thường lười nhác tự phụ của Tiểu Sư Đệ hơn nữa có vài chỗ không giải thích được nên nàng liền theo bản năng gạt bỏ suy đoán này. Hiện tại Diệp Tố nhìn chằm chằm người có tướng mạo bình thường trong bàn âm dương, không cách nào bỏ qua thanh âm trong lòng nói rằng người đối diện chính là tiểu sư đệ. Ảo thuật bồng lai xuất hiện trên người hắn, nên bồng lai thánh sứ đã mang người trở về. Bồng lai trưởng sử nhìn người trên giá chữ thập nói, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua hắn, cũng chưa bao giờ hạ qua ảo thuật lên người không phải người bồng lai. Hơn 2.000 năm trước, bồng lai trường sử vừa nhìn thấy du phục thời liền chấn kinh, ảo thuật bồng lai chỉ truyền cho trường sử. Chỉ có khi tiền nhiệm trường sử sắp tạ thế mới có thể theo những thứ khác cùng được truyền cho trường sử kế tiếp. Có thể nghĩ được năm đó khi bồng lai trường sử nhìn thấy huyền âm chi thể được cứu về tới thì có bao nhiêu khiếp sợ. Ta giải trừ ảo thuật trên người hắn. Bồng lai trường sử nói, chân dung của hắn đã từng xuất hiện trong hồ sơ của các trường sử chúng ta cho rằng hắn là bồng lai trường sử trước thần vẫn kỳ. Không có khả năng đó. Diệp Tố trực tiếp phủ nhận. Bồng lai trường sử nhìn bàn âm dương đang nổi giữa không trung ở đối diện, vì sao? Trong bàn âm dương lúc này đã đổi sang một đoạn ngắn khác, có người đứng trước kệ sách, mở ra một quyển trục, bên trong chính là vẽ bộ dáng của du phục thời. Hắn đứng ở dưới tàng cây ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt tím hiện lên vẻ thần bí thanh quý bức họa xuất hiện trong hồ sơ của bồng lai các người thì chính là trường sử sao. Hai bàn tay Diệp Tố siết chặt, mặt vô biểu tình nói. Tiếu sư đệ lười như vậy, căn bản không giống là trường sử gì đó. Đó là nơi đặt các bức họa của lịch đại trường sử từ trước đến nay, ghi lại bộ dáng chân chính của họ dưới lớp ảo thuật. Bồng lai trường sử nói, và chỉ có trường sử mới có thể đi vào. Nếu hắn là bồng lai trường sử trước thần vẫn kỳ, vì sao lại trở thành một đệ tử của một tiểu tông môn? Diệp tố nhìn bồng lai trường sử nói, hiện giờ cũng có một huyền âm chi thể, chẳng lẽ nàng ta cũng là vị trường sử nào đó của bồng lai các người? Người này, bồng lai trường sử vung tay áo, trên bàn âm dương liền xuất hiện gương mặt của ninh thiền giao, nàng ta không phải trường sử, cũng không phải là huyền âm chi thể. Nhưng máu của nàng ta có thể làm tăng cảnh giới của pháp khí. Diệp Tố chậm rãi nói, đây là bàn tay vàng lớn nhất trong nguyên tắc của Ninh Thiển Giao. Bồng lai trưởng sử hừ một tiếng, lại vung tay áo lên. Hình ảnh trong bàn âm dương lại thay đổi. Trong địa lao u ám lúc này khắp nơi hỗn loạn, có vài người như đang trốn tránh cái gì đó. Một lúc sau lại có người đánh vào tới. Mục tiêu không khó nhận ra chính là huyền âm chi thể trên giá chữ thập. Trong lúc đánh nhau, có một người của tiểu tông môn đó lặng lẽ bò dậy từ trên mặt đất, đầu ngón tay lóe lên linh lực, đâm vào giữa chán của huyền âm chi thể, từ đó rút ra một giọt máu, bỏ nó vào chai rồi nhanh chóng thoát thân. Những người tiến vào còn mãi đánh nhau để tranh đoạt huyền âm chi thể, không ai chú ý đến trên chán huyền âm chi thể xuất hiện một vết thương. Nếu không phải miệng vết thương đó dần dần lành lại thì Diệp Tố gần như nghĩ rằng người bị cột trên giá chữ thập đã tắt thở. Tên này từ đó về sau đã mai danh ẩn tích. Bồng lai trường sử vừa dứt lời thì hình ảnh lại đột nhiên đảo ngược, dừng lại trên mặt người đã ra tay lấy máu của huyền âm chi thể. Về sau giọt máu này lưu lạc khắp nơi, chúng ta cảm ứng được tung tích cuối cùng của nó ở thiên cơ môn. Diệp tố chợt quay sang nhìn bồng lai trường sử, nàng ta dùng giọt máu này mới trở thành huyền âm chi thể. Trường sử không trả lời câu hỏi này, mà chỉ hất nhẹ cầm chỉ về bàn âm dương đã đổi sang một đoạn ngắn khác. Trong một phòng tu luyện, trước mặt dương đàm đặt một cái thao tắm, bên trong có một nữ hài hai, ba tuổi đang ngồi. Lão ta lấy ra từ túi cản khôn cái chai quen thuộc, bóp miệng của tiểu nữ hài, dốc giọt máu trong bình vào miệng nàng ta. Diệp tố nhìn một cái liền nhận ra nữ hài hai ba tuổi đó chính là Ninh Thiển Giao. Ninh Thiển Giao hai ba tuổi sau khi nuốt xuống giọt máu đó thì cả người liền trở nên đỏ bừng. Các lỗ chân lông trên làn da có máu thấm ra. Nàng ta đầu tiên là ôm bụng khom lưng. Sau đó cả người ngã xuống lăn lộn gào khóc. Nước thau trong nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Diệp Tố nhìn hình ảnh này, sắc mặt dần dần trầm xuống. Bọn chúng dùng giọt máu đó để tạo ra một huyền âm chi thể nhân tạo. Giọt máu đó là ngạch linh huyết của hắn, sẽ không bị tan ra. Bồng lai trường sử nói, các ngươi vẫn còn cơ hội tìm về. Diệp tố nhìn chằm chằm ninh thiển giao bước ra từ thao tắm, nàng ta cười thật vui vẻ, không ngừng xoay quanh trước mặt dương đàm líu ra liếu díu nói cái gì đó, rõ ràng không phải ngây thơ không biết gì. Ta nghe nói huyền âm chi thể sau khi bị mang ra khỏi địa lao còn tràn chọc mấy lần. Diệp tố quay đầu nhìn bồng lai trường sử, có thể cho ta xem được không? Bồng lai trường sử ngừng một lúc, sau đó lại phất tay khiến hình ảnh trên bàn âm dương thay đổi. Diệp Tố chăm chú nhìn những hình ảnh đó, thậm chí còn không chớp mắt, mỗi một hình ảnh đều được nàng khắc sâu vào trong đầu. Thời kỳ này cảnh giới của hắn trở về không, chưa từng thanh tỉnh, có khả năng đã mất đi cảm giác đối với thế giới bên ngoài. Bồng lai trường sử thấp giọng nói. Không có cảm giác, nhưng không đại biểu không có bị thương. Diệp Tố yên lặng thầm nghĩ tiểu sư đệ nào đó ngón tay bị chảy sức thôi cũng đã rưỡi tay sang bắt nàng dùng linh lực chữa trị. Ông nói các người hơn 2.000 năm trước đã cứu đệ ấy. Một hồi lâu sau Diệp Tố đột nhiên hỏi, đệ ấy đã ở Bồng Lai hơn 2.000 năm sao? Bồng Lai trường sử gật đầu nói, sau khi ảo thuật được cởi bỏ hắn có tỉnh qua một lần, sau đó liền ngủ say 2.000 năm. Sau khi tỉnh lại một lần nữa thì hắn có ở lại mấy năm sau đó rời khỏi Bồng Lai một lần ngủ hai ngàn năm này đúng là phong cách của tiểu sư đệ bồng lai trường sử thu hồi bàn âm dương những chuyện mà ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi diệp tố nhìn chằm chằm bồng lai trường sử dần phản ứng lại lời ông nói các người tìm chúng ta có việc bồng lai tương truyền không nhúng tay vào tục sự nhưng những người bồng lai này đã vài lần ra tay hỗ trợ bọn họ không có khả năng chỉ bởi vì tiểu sư đệ có thể là bồng lai trường sử tiền nhiệm một chút điểm tiền duyên này còn chưa đủ để khiến bồng lai ba lần bốn lượt nhúng tay che chở bọn họ trường sử đứng giữa bàn âm dương lớn nhìn ra bên ngoài điện bồng lai giỏi tính toán nhưng không phải cái gì cũng đều có thể tính cho nên bồng lai trường sử chậm rãi nói một đại sự sẽ lật úp tam giới sắp phát sinh các ngươi chính là hy vọng sẽ phá vỡ từ cục này diệp tối nhíu mày là chuyện ma vật xâm lấn ư trong nguyên tắc xác thật ma vật đã quậy tu chân giới đến long trời lở đất, cuối cùng tu chân giới và yêu giới liên thủ mới có thể bức lui ma vật, trấn áp chúng trong ma giới. Chúng ta tính không ra. Bồng Lai trưởng sử nhìn Diệp Tố, ném ra một quả bom tin tức động trời, từ 20 năm trước, Bồng Lai đột nhiên mất đi năng lực tính trước tương lai. Lời này có ý gì? Diệp Tố trong nháy mắt hoài nghi lỗ tai của mình bồng lai không cách nào tính ra bất cứ thứ gì được nữa bồng lai trường sử nhìn diệp tố đáp hắn là chìa khóa cho tử cục các ngươi có liên kết với mệnh số của hắn đây là tin tức cuối cùng mà chúng ta tính ra được diệp tố nhìn chằm chằm bồng lai trường sử lại cúi đầu nhìn bàn âm dương lớn mà bản thân đang dẫm lên trong lòng cảm thấy hoang đường chấn động bồng lai vốn được cho rằng có năng lực siêu nhiên thế nhưng lại mất đi năng lực tính trước tương lai tông chủ của các đại tông tự hồ đều vẫn chưa rõ về chuyện này, đối với bồng lai vẫn còn nhiều kiên kỵ. Ta không hiểu, Diệp Tố Nhân mày nói, nếu vậy các ngươi chưa bao giờ tính ra chính mình sẽ mất đi năng lực tính trước tương lai sao? Việc cũng đã đến nước này. Bồng lai trường sử trầm tĩnh nhìn Diệp Tố, các ngươi có thể ở bồng lai nghỉ ngơi một tháng rồi hẳn đi, đại năng độ kiếp sẽ không ở bên ngoài lâu đâu khi Diệp Tố đi xuống lại sân viện từ tầng cao nhất, trong đầu nàng đều là hình ảnh của huyền âm chi thể dưới địa lao, khuôn mặt bình thường xa lạ nhưng thân hình lại quen thuộc, các loại cảm xúc trồng chéo trong lòng nàng, phẫn nộ, đau lòng còn có sát ý. Tiểu sư đệ không nên gặp phải những người, những chuyện xấu xa bẩn thỉu đó. Hắn nên nhận hết tất cả yêu thích trên thế gian, được chúng tinh phủng nguyệt, có được hết thảy những đồ vật tốt nhất. Diệp Tố Nàng vừa đến trước của sân thì liền nghe thấy thanh âm của du phục thời. Hắn từ bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Tố liền cáo trạng Dịch huyền đập hư cửa phòng ta. Du phục thời vốn đang ngủ ở trong phòng. Dịch huyền bỗng nhiên dùng trọng minh đao chém ra một nhát. Một đao vừa chém xuống tất cả cửa phòng đều nát. Gió cứ thế từ bên ngoài thổi vào khung cửa trụi lùi. Cứ thế thổi hắn tỉnh dậy. Diệp Tố ngẩng đầu nhíu mày nhìn du phục thời. Bỗng nhiên nở nụ cười, đây mới là bộ dáng nên có của tiểu sư đệ. Không phải mất đi ý thức, bị người lấy đi ngạch linh huyết, cũng không phải không biết gì về mọi chuyện diễn ra xung quanh, thậm chí cả đau đớn cũng không cảm nhận được. Dù phục thời nhìn thấy Diệp Tố cười thì thập phần không vui, cảm thấy nàng bất công, bao che dịch huyền, gương mặt xinh đẹp nhăn lại thành cái bánh bao, giận dỗi bổ sung, còn có cửa phòng ngươi nữa đó. Xin lỗi, ta không phải cố ý, Ma khí trên người Dịch Huyền so với lúc trước dày hơn vài phần, hắn vẫn luôn muốn khống chế ma khí trong cơ thể, nhưng vừa rồi một lúc sơ ý khiến ma khí bùng lên ngoài tầm kiểm soát nên mới phá nát tất cả cửa phòng. "Để tỷ sửa." Diệp Tố bước qua dùng linh lực dựng các mảnh cửa lên trước, sau đó xoay người nói với hai người, "Chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian, sau đó sẽ về Thiên Cơ môn." Nàng vẫn luôn nhớ hộ môn đại trận của Thiên Cơ môn đợi xử lý xong đại trận nàng muốn đi tìm Ninh Thiền Giao. Dịch Huyền nắm trọng Minh Đao, có chút khó khăn nói: đệ cũng cùng trở về sao? đệ không quay về thì đi đâu? Diệp Tố nửa quỳ trên mặt đất, lấy công cụ ra từ túi cản khôn, bắt đầu sửa cửa. đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh. Dịch Huyền im lặng, hắn nhạy bén nhận thấy tâm tình của Đại sư tỷ không tốt lắm. Vốn dĩ đã xem Dịch Huyền không vừa mắt nay du phục thời như tìm được điểm công kích mới đứng ở bên cạnh diệp tố nói chờ người biến thành ma thì hai mắt sẽ biến thành màu đỏ càng xấu hơn dịch huyền ngươi là yêu cũng có đẹp gì cho cam không biết vì sao dịch huyền vốn chưa từng cảm thấy tự hào về gương mặt mình nhưng từ sau khi du phục thời tới thì hắn bắt đầu cảm thấy gương mặt này của mình cũng không tệ lắm chỉ là vài phiến cửa phòng diệp tố sửa lại rất nhanh sau khi lắp xong cánh cửa cuối cùng, nàng quay người lại thì phát hiện du phục thời đứng ở ngay sau nàng, nhưng lại cố ý không nhìn nàng, bộ dáng rõ ràng thực tức giận. Không ngủ tiếp sao? Diệp Tố rửa sạch tay, sau đó tiến lên nắm tay hắn dẫn về phòng chính. Khoảnh khắc tay Diệp Tố nắm lấy tay hắn thì hàng mi cố ý nhíu lại của du phục thời không tự giác giãn ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì lại nhớ tới bản thân còn đang tức giận, nên liền cố gắng duy trì trầm mặc không ừ không hử ở trong sân trọng minh và dịch huyền đứng ở một góc đồng loạt quay đầu nhìn hai người đi vào phòng cảm tình của hai sư tỷ đệ họ thật tốt trọng minh chân thành nói đại sư tỷ ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ ngươi là ma dịch huyền đá đá mấy hòn đá dưới chân yêu và ma không giống nhau yêu có thể kết bạn lập khế ước cộng sinh với tu sĩ ma thì không thể người và người không giống nhau. Trọng Minh cười nói, phẩm tính của đại sư tỷ ngươi, ngươi hiểu rõ nhất. Dịch huyền trầm mặc, hắn biết, và cũng do là vì biết, nên hắn sợ liên lụy thiên cơ môn. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận một ma vật làm đệ tử trong một tông môn ở tu chân giới. Thiên cơ môn thậm chí còn chưa hoàn toàn cuột khởi, nếu bởi vì hắn mà gặp phải đả kích thì dịch huyền hắn không cách nào có thể tha thứ cho bản thân nếu ta có cảnh giới của ma chủ thì có phải sẽ không có người nào dám động thủ với thiên cơ môn hay không dịch huyền thấp giọng nói lực lượng của chính sơ tôn nhân và bồng lai trường sử vẫn còn in sâu trong trí nhớ hắn đại năng độ kiếp lực lượng gần với thần tùy tay xé rách không gian tùy tiện dùng âm thanh cũng có thể giết người nếu hắn đạt tới cảnh giới của ma chủ hắn cũng sẽ có được lực lượng bậc này lúc này trọng minh đặt tay lên vai dịch huyền làm hắn tỉnh táo lại. Trọng Minh phảng phất như có thể thấy được rõ ràng tất cả suy nghĩ dù là chính đạo hay âm u của hắn, người có thể tu luyện đến cảnh giới của ma chủ, nhưng phải bảo trì thần trí, không thể giết chóc vô độ. Ma sở dĩ là ma, đặc điểm quan trọng nhất chính là cuồng giết chóc. Ta biết. Trong phòng, Diệp Tố nhìn Du Phục Thời đang dựa vào thành giường chơi vụ sát hoa, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi vết thương trên chán đệ từ đâu mà có. Dù phục thời quay đầu nhìn nàng, đoạn giơ tay lên trà trà cái chán trơn bóng của bản thân, vết thương gì? Bản thể, tầm mắt Diệp Tố dừng trên vụ sát hoa trên tay hắn, trên chán có một đạo bạch ngân. Dù phục thời ngồi dậy, không thừa nhận, ta không giống nó, không có bạch ngân, không xấu. Tác giả có lời muốn nói. Kiều kiều, không thừa nhận thì không có miệng vết thương, ta vẫn là một tiểu hắc xà xinh đẹp. Chương 162 Bản thể Vốn dĩ đại sư tỷ muốn hỏi thử xem hắn có nhớ chuyện mình bị thương hay không, nhưng vị tiểu sư đệ nào đó chỉ một lòng nhớ mình có đẹp hay không đẹp. Diệp tố tiếp lời hắn, có bạch ngân cũng không xấu. Dù phục thời có chút hoài nghi nhìn sang, vì sao trên đầu nó không có, hắn nhớ rõ diệp tố từng nói vụ sát hoa được luyện chế theo bộ dáng của mình phàm nhân này nhất định là ghét bỏ bạch ngân quá xấu nên mới không thêm vào tầm mắt diệp tố dừng trên vụ sát hoa trong tay du phục thời lúc đó nàng cảm thấy đạo bạch ngân đó là mất vẻ hài hòa của chỉnh thể tiểu hắc xà nên mới không khắc lên là do tỷ quên đấy đại sư tỉ mặt không đổi tim không đập nói dối diệp tố đứng dậy đi đến mép giường khom lưng cầm lấy vụ sát hoa trong tay du phục thời triệu hồi ra linh hỏa bọc lấy phần đầu của rắn nhỏ một đạo linh lực bén nhọn thay mũi dao xẹt qua một đường ở bên trên sau đó nàng lại lấy ra một khối bạc thủy từ trong túi càn khôn nhỏ xuống dấu vết thương linh lực mới cắt ra toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng khi du phục thời phản ứng lại thì diệp tố đã thả vụ sát hoa lại vào trong tay hắn vụ sát hoa từ đây trên đầu có nhiều thêm một đạo bạch ngân dù phục thời cúi đầu có chút đau lòng mà sờ sờ vụ sát hoa bị cắt ra một đường sau đó lại ngửa đầu nhìn diệp tố có bạch ngân cũng đẹp diệp tố nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc nói có điều dù phục thời mở to mắt bị lời chưa nói hết của nàng hấp dẫn có điều cái gì bản thể của tiểu sư đệ càng đẹp hơn khi diệp tố nghiêm túc nói chuyện thì luôn có thể khiến người đối diện theo bản năng nguyện ý tin tưởng Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản như vậy nhưng vị tiểu sư đệ nào đó lại trở nên cực kỳ cao hứng, hắn thích Diệp Tố nói hắn đẹp. Vì thế Du Phục Thời đột nhiên thốt ra một câu, "Ngươi có muốn xem bản thể của ta không?" Diệp Tố hoài nghi lỗ tai của mình liệu có phải vừa xuất hiện ảo giác hay không. Thấy nàng trầm mặc không đáp lời, Du Phục Thời rất không vui, "Ngươi chính là chê ta xấu." Đại sư tỷ nhanh chóng phủ nhận, "Không có chê." Ngươi không muốn xem bản thể của ta. Dù phục thời bĩu môi lên án. Muốn xem mà. Diệp tố theo bản năng tiếp lời hắn. Lời này vừa nói ra cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Sự tình dần bắt đầu đi xa mục đích ban đầu của nàng. Đại sư tỷ chỉ muốn đảo ngược thời gian để bảo bản thân mình vừa rồi câm miệng. Dù phục thời đặt vụ sát hoa vào trong tay nàng, không đợi Diệp Tố phản ứng lại thì người trước mắt đã biến mất, quần áo rớt ập xuống trên giường, đại sư tỉ nhìn xuống cổ tay thì thấy bên cạnh vụ sát hoa nhiều thêm một tiểu hắc xà. Vải của chú rắn nhỏ đen nhánh như ngọc, ánh sáng như đậu trên từng mảnh vải khiến chúng cứ lấp la lấp lánh ánh lên vẻ không tầm thường. Đây là lần đầu tiên Diệp Tố nhìn thấy bản thể và vụ sát hoa ở bên nhau, vừa nhìn vào so sánh nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn chưa luyện chế vụ sát hoa thật tốt. Những tài liệu đó thậm chí không thể diễn tả được dù chỉ là một phần mười bản thể của tiểu sư đệ không xấu chút nào tầm mắt diệp tố dừng trên đạo bạch ngân trên chán hắn chậm rãi nói tiểu hắc xà hơi hơi ngẩng đầu nghe thấy lời nói của phàm nhân thì khẽ gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng diệp tố nhìn thấy bộ dáng đó của tiểu hắc xà thì bật cười nàng vươn tay ra ngửa bàn tay lên dùng lưng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chạm vào đầu hắn khoảnh khắc nàng định thu tay về thì tiểu hắc xà bỗng đặt đầu lên ngón tay nàng sau đó cứ thế bất động có chút giống ảo giác là hắn đang đặt cầm lên ngón tay nàng vậy. Đại sư tỉ khẽ nhướng mày, ngừng động tác rụt tay về. Cả người tiểu hắc xa lười biếng, cái đuôi trong lòng bàn tay nàng lúc lắc qua lại, nó cọ cọ đầu vào ngón tay nàng, tìm một vị trí êm ái nằm sấp xuống, sau đó không động đậy nữa. Diệp tố nhìn tiểu hắc xa lớn chưa bằng ngón tay, thật sự khó mà tin được một đại yêu, lười biếng như vậy đã từng là bồng lai trường sử đã thấy rõ. Diệp Tố cố gắng đè sự thôi thúc muốn sờ sờ tiểu sư đệ trong lòng xuống, ngón tay khẽ nhích sang một bên, bàn tay nắm lại để có thể biến trở lại rồi. Tiểu Hắc xa quấn trên cổ tay Diệp Tố bất động. Dù phục thời đúng lý hợp tình nói mệt mỏi biến về không nổi. Hắn thích độ ấm trên người nàng dán vào thật ấm áp. Đại sư tỷ cuối cùng Diệp Tố nhận mệnh thu lại vụ sát hoa gấp gọn quần áo của tiểu sư đệ đặt ở đầu giường nhìn rắn nhỏ trên cổ tay do dự một lát rốt cuộc thì nhịn không được mà dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm chạm vào thân rắn trong lòng thầm nhủ không phải mình muốn sờ thân thể của tiểu sư đệ đâu tiểu hắc xà bị diệp tố sờ sờ cũng không có phản ứng gì chỉ có cái đuôi hơi nhếch lên biểu hiện cực kỳ hưởng thụ đại sư tỷ nào đó luôn tự hào bản thân luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp nay yên lặng ép bản thân thu hồi tay ngồi ở trên giường bắt đầu nhập định. Nếu còn không thu tay sợ là sờ nữa sẽ nghiện mất. Phía bên này, Phạm Ương Thủy nhờ vào quyển trục vạn cảnh thông trở lại thiên cơ môn, trong nháy mắt rơi xuống bị linh khí bao quanh khiến bà kinh ngạc không thôi, nhưng cả người bà bị đuôi tóc của ma tôn đâm thỏng lỗ chỗ, máu chảy không ngừng, thần chí mơ mơ hồ hồ, cả người liệm đi. Trương Phong Phong cảm nhận linh khí có dị động nên chạy đến, thấy bà một thân đầy máu thì hốt hoảng chạy đến nâng bà dậy. Dịch huyền, vẫn còn, ở trong lâm tuyền thành. Phạm ương thủy vươn tay túm chặt vạt áo của Trương Phong Phong khó khăn nói. Tuy rằng ma tôn không đâm vào những chỗ yếu hại nhưng cả người bà đầy lỗ thủng, lại từng ngâm trong huyết trì, toàn thân máu chảy đầm đài, nhìn cực kỳ đáng sợ. Trương Phong Phong bị dọa nhảy dựng, vội vàng nâng người dậy, luống cuống lục tìm đan dược trong túi cản khôn, đây là không bao lâu trước kia ông dùng linh thạch mua ở chỗ hoàng nhị tiền ông chuẩn bị trước sợ các đệ tử có xảy ra việc gì mà trong tay ông không có đan dược thì nguy không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến đại đồ đệ và tiểu đồ đệ của ta đã chạy đến đó trương phong phong vừa đút đan dược cho phạm ương thủy vừa nói diệp tố không được phạm ương thủy vốn đang nhắm nghiền mắt nghe thấy câu này thì bỗng trợn mắt dãy dụa lên bên trong có ma tôn. Trương Phong Phong nghe vậy liền cả kinh, lập tức dùng truyền tin Ngọc Điệp liên lạc Diệp Tố và Du Phục Thời nhưng không ai đáp lại. Đây là thiên cơ môn. Sau khi nuốt xuống đan dược, tuy rằng máu còn chưa ngừng chảy hoàn toàn nhưng Phạm Ương Thủy có chút tinh thần hơn, vì sao lại có nhiều linh khí như vậy? Linh khí của Tông Môn đã trở lại. Trương Phong Phong cúi đầu nhìn chằm chằm truyền tin Ngọc Điệp, dù phục thời vừa nhắn lại hai chữ biết rồi khiến ông thở dài một hơi nhẹ nhõm dịch huyền nói các ngươi cần tông sử phạm ương thủy được trương phong phong dìu vào một gian phòng nghỉ ngơi bà cũng không hỏi linh khí của tông môn làm sao lại trở về bà nằm trên giường suy yếu mở ra phong ấn túi càn khôn của mình giao cho trương phong phong ở bên trong trương phong phong nhận lấy túi càn khôn ông không lập tức mở ra lấy tông sử mà tập trung truyền linh lực sang cho phạm ương thủy giúp bà bảo trì thanh tỉnh, loại bỏ tàn lưu ma khí. Dịch huyền là nửa ma, ngươi có biết chuyện này không? Một lúc lâu sau, Phạm Ương Thủy quay đầu hỏi Trương Phong Phong. Hai người kỳ thật cũng không quá quen thuộc, khi Phạm Ương Thủy rời thiên cơ môn thì Trương Phong Phong vẫn còn nhỏ. Khi bà dẫn theo các đệ tử đi khỏi thì thiên cơ môn cũng hoàn toàn mất đi trụ cột cuối cùng. Linh lực của Trương Phong Phong đình trệ trong thoáng chốt, sau đó một lần nữa lại được truyền sang Phạm Ương Thủy, ông chấn định đáp, biết. Nhưng thực ra trong lòng ông đang âm thầm lau mồ hôi, ông không hề biết, đồ đệ của cửu huyền phong đều là do ông tùy tiện nhặt trên đường, nào biết được thân phận bối cảnh của tụi nhỏ, dù sao cô Nhi ở tu chân giới quá nhiều. Nếu dịch huyền là nửa ma vậy có thể giải thích sự biến hóa của mệnh đèn hôm trước, nghĩ vậy Trương Phong Phong ngược lại có chút vui mừng. Bởi vì là nửa ma nên dịch huyền còn có thể tiếp tục tồn tại. Người bảo vệ không được nó. Phạm ương thủy nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà, hiện giờ thiên cơ môn vẫn chưa có năng lực đó. Trương Phong Phong không phản bác lời nói của bà, Phạm ương thủy nói không sai. Mặc dù linh mạch của thiên cơ môn đã khôi phục nhưng vẫn như cũ cách danh xưng đại tông một đường xa vạn dặm, thậm chí ngay cả hộ tông đại trận vẫn còn chưa thiết lập được. Hắn là tịnh tông đệ tử, Phạm Ương Thủy thấy linh phủ đã dần khôi phục linh lực nên ngồi dậy vận khí bức ra ma khí trong cơ thể. Tân kẻ điên nhất định sẽ không để bụng đồ đệ duy nhất của mình là nửa ma hay nửa yêu. Ngươi nên nói trước với hắn. Nói không chừng ngô kiếm phái có thể ra mặt. Tuy nhiên Trương Phong Phong còn chưa kịp liên lạc tân thẩm chi thì người của Côn Luân và Ngũ Hành Tông đã mang theo lễ vật tới. Nói là chúc mừng linh mạch thiên cơ môn sống lại. Nếu đổi lại là trước kia thì Trương Phong Phong nhất định sẽ rất cao hứng, nhưng trước mắt tình huống các đệ tử còn chưa rõ nên ông thật sự vui mừng không nổi, miễn cưỡng tiếp đãi cho xong. Ngày hôm sau, người Ngô kiếm phái tới, dẫn đầu chính là Tân Thẩm Chi, ông còn dẫn theo tất cả đệ tử Thiên Cơ môn trở về. "Sư phụ, đại sư tỷ còn chưa trở về sao ạ?" À? Hạ Nhĩ trực tiếp chạy lên Cửu Huyền Phong, Tân Thẩm chi đứng giữa thí luyện trường của Thiên Cơ môn, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đồ đệ của ông trước kia đã sinh hoạt ở đây. Mấy đứa sao đã về rồi? Trường Phong Phong vội vàng chạy ra hô to, Diệp Tố không phải bảo mấy đứa một thời gian nữa hẳn về sao? Thiên Cơ môn đã bị mấy sóng ma quân công kích, ai cũng không chắc lần tiếp theo sẽ là khi nào. Có mấy người tân trưởng lão đến nữa đấy à? Minh Lưu Sa đi tới từ phía sau nói. Tụi con nghe nói mấy người đại sư tỷ bị người Bồng Lai mang đi rồi. Bọn họ liên hệ với đại sư tỷ không được, cho rằng nàng có khả năng sẽ về Thiên Cơ môn thế nên đã đi theo Tân Thẩm chi trở lại. Trực giác của Trương Phong Phong nói với ông nhất định đã có chuyện gì xảy ra, sắc mặt của ba đồ đệ đều không quá thích hợp. Bọn họ nói ngũ sư đệ là ma, tiểu sư đệ là yêu. Hiếm khi thấy Tây Ngọc Tay không cầm gương cũng không để ý thanh đao hồng nhỏ cài trên tóc. Đại sư tỷ là cái gì mà trời sinh thức hải? Gì mà yêu, lại còn ma, đầu trương phong phong đều sắp phình lớn, chỉ là đi ra ngoài một chuyến tìm tông sử, làm sao mà ba đồ đệ thì có hai đứa thay đổi thuộc tính rồi. Trời sinh thức hải, Phạm Ương Thủy từ trong phòng đi ra đại đường, đỡ vào cây cột nhìn Tây Ngọc, lặp lại câu hỏi, Diệp Tố là trời sinh thức hải ư? Bà là, Tây Ngọc nhận ra Phạm Ương Thủy là ai liền trừng lớn đôi mắt. Người này không phải là trưởng lão của Trảm Kim Tông sao? Sao lại ở đây? Thì ra là vậy, khó trách. Phạm Ương Thủy nở nụ cười, trời sinh thức hải. Trước nay cũng chỉ có một người là lục quyết. Hắn được tiên đoán chỉ cần chịu đựng được lôi kiếp là nhất định có thể phi thăng. Mọi người còn đang suy nghĩ lục quyết là ai thì hạ nhĩ bỗng nhiên cắm vào một câu. Con biết ngay là đại sư tỷ tương lai sẽ phi thăng mà mọi người trong đại đường. Dưới chân núi, từ Trình Ngọc và Chu Vân, Mã Tổng Thu đứng ở phía sau Tân Thẩm Chi. Tân trưởng Lão, Mã Tổng Thu do dự hỏi, Diệp Tố thật sự đã chuyển tống Lâm Tuyền Thành vào trong Côn Luân sao? Chuyện này làm sao mà làm được vậy chứ? Côn Luân phải tìm tông chủ vạn Phật tông nhạc kỵ mới đưa được Lâm Tuyền Thành về chỗ cũ, còn nói xem có phải thật hay không? Tân thẩm chi quay đầu lại nói, Tuy rằng Diệp Tố làm ra chuyện kinh thiên động địa, nhưng ông lo lắng nhất vẫn là dịch huyền. Mặc kệ là yêu hay trời sinh thức hải thì ở tu chân giới này vẫn còn có chỗ đặt chân, nhưng là ma, lại đúng lúc này ma vật đang xâm lấn, dịch huyền gần như trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tân thẩm chi nắm chặt kiếm của mình, thầm nghĩ tương lai ai dám nhiều lời một câu ông sẽ cắt miệng người đó. Bọn họ bị bồng lai mang đi, hẳn là không có việc gì đâu. Chu Vân thở dài, hơn nửa năm này có quá nhiều chuyện xảy ra. Tân Thẩm Chi xoay người nói với đội ngũ đệ tử Ngô Kiếm Phái cùng đến đây, trước tiên kết kiếm trận. Tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ sau khi thu được tin tức về chuyện đã xảy ra bên bên trong Lâm Tuyền Thành và Côn Luân thì sửa lại chủ ý, thu hồi lễ vật vốn được định mang đi tặng, thay thành phái Tân Thẩm Chi dẫn theo đệ tử sang đây, che chở thiên cơ môn một đoạn thời gian. Kiếm của Tân Thẩm Chi bay vút lên trời cao, nhanh chóng chuyển động trên không trung của Thiên Cơ môn, kiếm ý oai hùng tỏa ra tứ phía, những đệ tử khác cũng rút kiếm ra, theo sát ông dùng kiếm ý kết trận. Chưa đến thời gian một chén trà nhỏ, toàn bộ Thiên Cơ môn liền được kiếm ý sắc bén bao phủ. Phương Bắc, bên trong thượng khuyết thành, Lục Trầm Hàn vừa mới trừ ma trở về, ngồi bên trong khách điểm nghỉ ngơi. Thế nhưng lúc này hắn lại không nghe thấy mọi người chung quanh bàn tán về Côn Luân hay về bản thân hắn mà thay vào đó là một đống tin tức của về Thiên Cơ môn, hai mắt hắn dần dần âm trầm. Dịp Tố mới ra khỏi luân chuyển tháp có mấy ngày mà đã quậy đến long trời lở đất. Yêu, ma. Thiên Cơ môn bất quá chỉ là một cái tông môn ô hợp, cái gì mà linh khí trở lại, quật khởi, chỉ sợ là lại dùng thủ đoạn gì đó. Lục Trầm Hàn lắng nghe mọi người chung quanh đàm luận, khi nghe đến tin tức Diệp Tố truyền Tống Lâm Tuyền Thành vào trong côn luân thì trực tiếp bóp nát chén trà, khiến tiểu nhị bưng đồ ăn lên bị dọa nhảy dựng. Đợi khi có một người ở lầu dưới nói đại năng tổ tông của côn luân xuất quan tiêu diệt ma tôn thì sắc mặt của hắn mới thoáng giãn ra, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nghe tới tin tức ba người Diệp Tố bị bồng lai mang đi. Lại là bồng lai? Lục Trầm Hàn nghe thấy hai chữ bồng lai, liền nhớ tới khuất nhục ngày trước bên ngoài luân chuyển tháp, tên bồng lai thánh sự nọ chỉ lấy ra một kiện áo choàng thanh bồng. Nếu không phải vì đệ tử thiên cơ môn thì người nhận được áo choàng nhất định sẽ là hắn. Linh thực được dọn lên bàn nhưng lục trầm hàn không hề động đến. Hắn bước xuống lầu, trước khi rời khỏi khách điếm còn nghiêng đầu nhìn mấy người vừa rồi nói chuyện, để lại một câu, ma vật xâm lấn, tàn sát tu sĩ. Thiên cơ môn thu lưu nửa người nửa ma, đáng chết. Tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều, phàm nhân muốn nhìn bản thể của ta, ta biết mà. Chương 163 Độ kiếp quy thiên Ma vật xâm lấn khắp nơi, huyết trì mọc lên như nấm, hơn nửa năm qua các đại tông phải xuất ra sức lực rất lớn mới trừ bỏ được một ít huyết trì, phần nhiều trong số chúng ẩn giấu trong các tiểu tông phái. Lần này đến lượt lâm tuyền thành xảy ra chuyện, đàn tông cũng bị luân hãm trong đó, có vài nguyên nhân dẫn đến chuyện này, một là tông chủ đan tông trước đó đã bị mời đến thượng khuyết tông để chữa trị cho tông chủ của bọn họ. Hai là nội bộ đan tông vốn đã bị ma tộc trà trộn dựng lên huyết trì, mà vật tràn ra từ bên trong thành dẫn tới đan tông không có đường nào chống đỡ. Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng nhất đó là đan tông không có bế quan đại năng. Từ sau thần vẫn kỳ, toàn bộ tu chân giới chậm rãi nhận ra lấy kiếm chứng đạo là con đường tu luyện giúp tăng lên cảnh giới nhanh nhất, phương thức tu luyện càng dùng đến võ lực tiến dai càng nhanh. Đan tu vùi đầu luyện đan, chẳng có chút liên quan nào với vũ lực. Côn Luân, Ngô Kiếm Phái, Vạn Phật Tông, Hợp Hoan Tông đều có mấy vị độ kiếp đại năng đang bế quan. Ngay cả Ngũ Hành Tông, Thượng Khuyết Tông cũng có ít nhất một vị độ kiếp đại năng đang bế quan bên trong tông môn. Vì thế với thế trẻ tre của ma vật do ma tôn dẫn đầu lại còn xuất hiện từ bên trong nội bộ, Lâm Tuyền Thành bị chiếm giữ dễ như trở bàn tay. Vì Diệp Tố đột nhiên rời Lâm Tuyền Thành đến bên trong Côn Luân, kinh động Côn Luân đại năng nên ma vật mới bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng sau đó lão nhân tóc nâu lại phải vò đầu bứt tai tìm mọi cách để truyền tống tòa thành này về vị trí cũ. Việc này cuối cùng phải nhờ tới tông chủ vạn Phật tông nhà kỵ. Dù sao đan tông cũng nắm trong tay nguồn đan dược của toàn bộ tu chân giới nên tông chủ vạn Phật tông rất nhanh liền có mặt ở Côn Luân, dành ra một ngày thiết hạ truyền tống trận ở đây, sau đó lại phải đến vị trí cũ của Lâm Tuyền Thành thiết lập một đầu truyền tống trận còn lại. Sau hai ngày, Lâm Tuyền Thành trở về trốn cũ. Tông chủ đan tông vì vậy đưa ra một đề nghị tới các đại tông môn, hy vọng mỗi tông cử ra một ít tu sĩ đến chú tại Lâm Tuyền Thành để bảo vệ phòng ngừa chuyện ma vật bắt cóc cả tòa thành phát sinh một lần nữa. Tông chủ của các tông đều đồng ý, trong lâm tuyển thành đều là đan tu và y tu, bảo vệ bọn họ cũng chính là bảo vệ chính mình. Thế nhưng, khi tông chủ vạn Phật tông nhạc kỵ trở về tông môn, lại phát hiện vạn Phật tông cũng bị ma vật công kích. Cũng là vấn đề xảy ra từ bên trong, nhưng lúc này đây không chỉ là bị ma vật lén dựng lên huyết trì mà là thật sự xuất hiện vấn đề lớn ba vị độ kiếp đại năng bế quan của vạn Phật Tông đã quy thiên. Khi tin tức này truyền khắp tu chân giới thì tân thẩm chi cùng các đệ tử ngô kiếm phái đến thiên cơ môn với ông vừa kết xong kiếm trận. Trương Phong Phong đi xuống từ đỉnh cửu huyền phong, đi đến chỗ ông chào hỏi. Ngươi là vị sư phụ kia của dịch huyền. Sau khi nghe Trương Phong Phong tự giới thiệu tân thẩm chi giật mình ngửa người ra sau, ông nhìn chằm chằm gương mặt quá mức trẻ trung tuấn Mỹ ở đối diện, sao trông không giống lúc trước chút nào vậy? Trong đầu tân thẩm chi bỗng vang lên cảm giác nguy cơ, ông vốn không chú ý nhiều đến ngoại hình, đầu tóc lúc nào cũng như tổ quả. Lúc trước nhìn thấy Trương Phong Phong cũng sốc xếch chẳng kém thì cảm thấy hình tượng của mình cũng không thua gì đại sư phụ của nhóc dịch huyền. Nay một lần nữa gặp lại. Trước kia dùng ảo thuật, đã giải trừ. Trương Phong Phong lời ít ý nhiều đáp. Nghe nói đại trận của thiên cơ môn hồng rồi còn bọn Diệp Tố bị bồng lai chộp đi rồi đúng không? Tông chủ nói trước dùng kiếm trận để giúp các ngươi một đoạn thời gian. Tân thẩm chi cố gắng khống chế cơ mặt bình tĩnh nói. Ông nghĩ thầm đợi lát nữa phải tìm chỗ nào đó chỉnh trang lại đầu tóc mới được, thua người không thua trận, diện mạo không so được rồi, thì tóc tai phải chỉnh lý cho gọn gàng chút, để khi dịch huyền trở về có thể thấy tóc của nhị sư phụ nó dày hơn tóc đại sư phụ đến bao nhiêu xin đa tạ hảo ý của quý tông chủ trương phong phong vội vàng khom người cảm tạ việc này vừa lúc giúp giải quyết mối lo lắng nhất trước mắt đặc biệt là khi các đệ tử thiên cơ môn đều đã trở về tân thẩm chi còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì đột nhiên thu được truyền tin khẩn cấp của tông chủ một câu ngắn gọn khiến mọi người đều há hốc mồm ba vị đại năng bế quan của vạn phật tông đã chết là lão tử điên rồi hay là tu chân giới điên rồi Tân thẩm chi nghe được lời này của tông chủ thì không nhịn được mà thốt lên một câu thô tục. Sau đó hỏi, hai tên ma chủ của ma giới đồng thời tự bảo ở vạn Phật tông sao? Chỉ có một khả năng này mới có thể giải thích vì sao ba vị độ kiếp đại năng đều không còn. Không phải, vạn Phật tông vẫn còn nguyên. Tông chủ ngô kiếm phái Chu Kỳ nói. Ma chủ và độ kiếp đại năng tự bảo thì vạn Phật tông chắc chắn phải bị san thành bình địa. Ta phải đi Vạn Phật Tông một chuyến, các người ở Thiên Cơ môn vạn sự phải cẩn thận." Chu Kỳ dặn dò. Chu Vân vội vàng hô một tiếng, "Phụ thân, tình huống của Vạn Phật Tông không rõ, người bây giờ qua đó, lỡ như tông chủ của Côn Luân đã đến nơi." Chu Kỳ nghiêm túc nói, "Độ kiếp đại năng chết không phải là chuyện nhỏ." Trên thực tế, sau khi nhận được tin này, việc đầu tiên ông làm là đi đến cấm địa của Ngô Kiếm phái. Xin được gặp các vị sư tổ, xác nhận bọn họ không xảy ra chuyện gì. Sau đó mới định đến Vạn Phật Tông xác nhận xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại có thể dẫn tới cái chết của ba vị đại năng độ kiếp. Khi tông chủ các tông đến Vạn Phật Tông thì đập vào mắt là một quang cảnh hỗn loạn, các đệ tử tử thương không ít, thi thể của ma vật càng nhiều hơn. Bên trong đại điện rộng lớn chỉ có một mình tông chủ Nhạc Kỵ đang ngồi trên đài cao ông nhắm hai mắt lần tràng hạt trong tay, miệng lẩm bẩm không ngừng. Phong Trần Đạo Nhân mới gặp ông mấy ngày trước, bất quá chỉ mới hai ngày trôi qua mà cả khuôn mặt của nhạc kỵ như gầy sọp xuống, tâm thần phảng phất bị đả kích rất lớn. Tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt bước vào, không chút cố kỵ đi tới đi lui vài vòng, chỉ một chút ma vật như vậy mà có thể khiến ba vị đại năng của vạn Phật Tông quy thiên ư. Ta không hề cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào. Lực lượng của độ kiếp đại năng quá mức khổng lồ, bọn họ là tồn tại gần với thần nhất. Bọn họ vừa xuất hiện thì các đại tông chủ cảnh giới đại thừa sẽ trước tiên cảm nhận được. Nhưng ba vị độ kiếp đại năng cảo vạn Phật Tông lại chết một cách vô thanh vô tức. Tông chủ vạn Phật Tông nhạc kỵ mở mắt ra, thật lâu sau thanh âm nghẹn ngào nói, trong tông môn có mật thám của ma giới, tất cả đều là lỗi của ta. Mật thám nào lại có thể giết chết độ kiếp đại năng? tông chủ ngũ hành tông nói, chẳng là là ma chủ trà trộn vào. Bàn tay nhạc kỵ nắm pháp trượng siết chặt nổi lên gân xanh, thật lâu sau mới mở miệng nói, không phải ma chủ, là cốc lương thiên. Tân Phật Tử, bước chân tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt khựng lại một chút, quay đầu nhìn nhạc kỵ, hắn là mật thám ma giới. Khi xử lý các sự vụ trong tông môn ta cũng không bảo hắn tránh đi, ta cũng từng dẫn hắn đi bái kiến các vị sư tổ đang bế quan. Hắn từng một lần giúp sư tổ dọn dẹp xử lý động phủ bế quan. Tông chủ vạn Phật Tông Nhạc Kỵ nhắm mắt, trăm triệu không ngờ tới sau Tông Môn Đại Bỉ hắn lại sinh tâm ma. Nửa năm này đã câu kết với ma giới, vậy mà lại dùng tánh mạng của các sư tổ để chứng tỏ quy phục. Nói như vậy là cốc lương thiên đã móc nối với ma chủ. Chu kỳ nhíu mày hỏi. Thiên tri kiều tử bị người đạp dưới chân, nếu khuyên bảo không kịp thời thì xác thật rất dễ sinh ra tâm ma tuy nhiên có một điểm lạ là mặc dù độ kiếp đại năng bế quan nhưng một đệ tử cũng không thể nào có khả năng ra tay thành công được tông chủ vạn phật tông nhạc kỵ bị tức giận công tâm bỗng nhiên phun ra một mụ máu tươi ba vị sư tổ bị ma chủ lần lượt hút khô lực lượng ta thế nhưng không hề phát hiện ra chu kỳ tiến lên một bước đỡ lấy ông ai cũng không thể ngờ tới được sẽ phát sinh sự tình thế này nhạc tông chủ chớ có tự trách, tông môn vẫn cần ngài dẫn dắt. Nhạc tông chủ, ba vị đại năng quy thiên ở đâu? Phong trần đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng hỏi, có thể dẫn chúng ta đi xem một chút được không? Nhạc kỵ chậm rãi đứng dậy, cả người tựa như một cây trúc khô, lung lay trực ngã bất cứ lúc nào. Ông dẫn theo các tông chủ khác đi đến bên trong động phủ các đại năng độ kiếp đã bế quan. Ba tòa động phủ nối liền nhau, các đại năng ở bên trong, dưới thân bọn họ có thiết lập đại trận vốn có thể che chở cho bọn họ bế quan an toàn. Đại trận bị cốc lương thiên động tay động chân, nghịch chuyển hút khô lực lượng, nên sư tổ bọn họ mới. Tông chủ vạn Phật tông giọng nói đứt quãng, tạm dừng vài lần rốt cuộc mới nói hoàn chỉnh. Các sư tổ hơn nửa năm qua bị đại trận cải biến âm thầm làm suy yếu lực lượng, đồng thời bị giam cầm bên trong pháp trận, không thể tỉnh lại. Ngày đó ta đi đến Côn Luân, cốc lương thiên nhân cơ hội thả ma chủ vào trong, giết ba vị sư tổ. Nếu không phải, nếu không phải có Hồ Vương và Ninh Thiền Giao phát hiện bất thường thì chỉ sợ đệ tử vạn Phật Tông cũng đã bị tàn sát sạch sẽ. Các tông chủ khác nghe được đều nhíu mày, không ai có thể nghĩ tới cốc lương thiên lại to gan lớn mật như vậy. Đây là kế hoạch của ma giới. Tông chủ Thượng Khuyết Tông vừa mới khôi phục không bao lâu, gần giọng nói, bắt đầu từ việc đả thương ta, đến tông chủ đan tông rời khỏi lâm tuyển thành, sau đó lại đến việc tông chủ vạn Phật tông rời khỏi tông môn, mục đích của chúng chính là ba vị độ kiếp đại năng. Vậy chúng ta nên trở về sớm thì tốt hơn. Tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt nói, hiện tại chúng ta đều tập trung ở vạn Phật tông, vạn nhất ma vật lại dùng một chiêu này thì các tông xong đời rồi. Các tông chủ khác còn chưa lên tiếng thì Ngô Nguyệt đã lấy ra quyển trục biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại một làn gió thơm ngoặc kép. Tuy rằng trước khi đến đây các tông chủ đã xin bái kiến bảo đảm các sư tổ bế quan vẫn còn an toàn, cũng để lại tin tức mình đến vạn Phật Tông, nhưng sau khi đến nơi thì cũng chỉ ở lại trong chốc lát rồi từng người cũng tìm cớ trở về, đặc biệt là tông chủ Thượng Khuyết Tông và tông chủ Ngũ Hành Tông. Cốc Lương Thiên hiện giờ đang ở đâu? Phong Trần Đạo Nhân hỏi Nhạc Kỵ. Khi ta còn chưa trở về thì hắn đã chạy thoát. Nhạc Kỵ trầm mặt đáp, ta đã phát lệnh truy nã ra toàn bộ tu chân giới. Chỉ cần cốc lương thiên còn chưa tới ma giới ta nhất định phải bắt được hắn trở về, an ủi vong linh các sư tổ. Tác giả có lời muốn nói. Cốc lương thiên. Chương 164. Lần trốn. Ba vị độ kiếp đại năng của vạn Phật Tông đồng thời xảy ra chuyện khiến cả tu chân giới khiếp sợ. Trong một thời gian ngắn mọi người ở các thành trấn hoảng loạn không thôi, ai cũng không nghĩ tới ma vật có thể lặng yên không một tiếng động giết chết đại năng độ kiếp với lực lượng gần nhất với thần phải biết rằng những bế quan đại năng đó chính là át chủ bài cuối cùng của tu chân giới giống như chính sơ tôn nhân của côn luân vừa xuất quan không lâu trước kia thậm chí không đụng đến kiếm chỉ dùng thanh âm liền có thể giết chết được ma vật uy áp dọa chạy cả ma tôn những đại năng đó thường xuyên bế quan là vì nếu bọn họ ở bên ngoài quá lâu sẽ có khả năng có độ kiếp lôi dáng xuống. Một khi độ kiếp không thành thì sẽ thân vẫn đạo tiêu. Nếu không nắm chắc mười phần thì bọn họ sẽ không mạo hiểm phi thăng. Nghe nói tên tân Phật tử đó vì muốn biểu hiện lòng quy phục với ma chủ nên trộm nghịch truyền trận pháp của các sư tổ hắn, khiến ba vị đại năng chết vô thanh vô tức. Thật vậy sao? sao ba đời phật tử thánh nữ gần nhất của vạn phật tông đều liên tiếp xảy ra vấn đề vậy đương nhiên là thật bởi vì đại trận bị nghịch chuyển nên lực lượng của ba vị đại năng bị ma chủ hút khô rồi hai tu chân giới chúng ta lại mất đi ba vị đại năng bảo hộ vạn phật tông vẫn còn đệ tử tồn lại ít nhiều cũng nhờ ninh thiển giao và giản hồ đấy hai người đó là ai nghe tên có chút quen tai Ninh Thiển Giao là một trong 10 người đứng đầu tông môn đại bỉ lần trước, còn giản hồ, nghe nói là yêu vương. Mọi người mau tới xem. Tông chủ vạn Phật Tông phát ra lệnh truy nã, phàm là ai cung cấp đầu mối về tân Phật tử đều có thể lãnh 10 vạn thượng phẩm linh thạch tiền thưởng. Bất luận đi đến đâu đều có thể nghe thấy các tu sĩ túng tụm bàn luận về chuyện này. Cốc lương thiên nhìn bảng bố cáo xong liền xoay người kéo mũ áo choàng xuống thấp hơn, che kín mặt của bản thân lặng yên rời khỏi đám người. Trước khi rời khỏi vạn Phật Tông hắn đã dập tắt mệnh đèn của chính mình, cũng phá hủy tất cả các đồ vật có thể khiến vạn Phật Tông lần tìm tới, sau đó mới trốn đi. Hiện giờ lệnh truy nã được bố cáo khắp nơi, hắn vừa không biết ảo thuật, cũng không có phù chú gì lợi hại, trong tay chỉ có pháp trượng và tràng hạt nhưng chỉ sợ vừa lấy ra tới thì đối phương liền sẽ biết hắn là ai. Cốc Lương Thiên đứng trong một con hẻm nhỏ hẹp, ngửa đầu nhìn trời cao đã nhiều ngày qua hắn luôn suy nghĩ vì sao mọi chuyện lại đi đến bước hiện tại quả nhiên là ngươi cốc lương thiên giật bắn mình quay đầu lại thì thấy ở đầu hẻm có một người đang đứng không ai khác chính là lục trầm hàn ta không hề quy phục ma chủ câu đầu tiên cốc lương thiên hô lên chính là thanh minh cho bản thân ninh thiển giao nhìn lầm rồi ngươi hãy dẫn ta đi gặp phong trần đạo nhân ta có chuyện quan trọng muốn nói Lục trầm hàn tay cầm kiếm, thất tuyệt kiếm linh đứng bên cạnh, nhìn thoáng qua trông như một đôi bích nhân. Nhạc tông chủ đã sớm dặn dò qua ngươi nhất định sẽ xảo trá biện giải. Lục trầm hàn mở ra bàn tay không cầm kiếm, một tố hồi ngọc bản bay lên lơ lửng trong không trung, đáng tiếc chứng cớ lại vô cùng rõ ràng. Hình ảnh trong tố hồi ngọc bản dần dần rõ ràng lên, hiện rõ bóng lưng của cốc lương thiên ở phía trước, còn có thanh âm của ninh thiền giao, vì sao hắn ta lại đi về phía cấm địa. Nhưng từ hình ảnh có thể thấy được Ninh Thiền Giao không đi theo cốc lương thiên, nàng ta bị ma vật cuốn lấy, tố hồi ngọc bản lại treo ở bên hông nên đong đưa cực kỳ hỗn loạn, thấp thoáng hiện lên tình hình chống cự ma vật của Ninh Thiền Giao và Giản Hồ. Một lát sau giản hồ cản ma vật lại cho Ninh Thiền Giao nên nàng ta mới có thể đuổi theo cốc lương thiên, tố hồi ngọc bản lúc này mới ổn định lại hơn một chút ninh thiển giao đảo quanh trong cấm địa một hồi lâu mới tìm được động phủ bế quan của ba vị độ kiếp đại năng đại trận đã mất đi hiệu lực khi nàng ta bước vào thì thấy cốc lương thiên đang rút một thanh chỉ thủ ra khỏi ngực của một nữ nhân đang ngồi nhập định người đang làm cái gì đó ninh thiển giao kinh hoàng hét lên cốc lương thiên trong tố hồi ngọc bản sắc mặt tái nhợt chán ướt đẫm mồ hôi lạnh hắn nhìn nữ nhân đã khô quắc lại quay đầu nhìn về phía ninh thiển giao quát lớn người làm sao vào được đây? Ninh Thiển Giao lui về phía sau vài bước, người giết bà ấy. Nhạc Tông Chủ rất nhanh sẽ về tới, ngươi. Lời còn chưa nói xong thì thình lình một đạo ma khí ập đến, đánh ngất nàng ta. Trong tố hồi ngọc bản, cốc lương thiên đứng yên nhìn đạo ma khí thoát đến thoát đi mà không có bất luận hành động nào. Ngược lại hắn nhìn Ninh Thiển Giao nằm trên mặt đất với sắc mặt rất khó coi, ngay sau đó xoay người đào tẩu cốc lương thiên đứng trong hẻm sắc mặt cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Hắn không ngờ tới Ninh Thiển Giao vậy mà lại mang theo tố hồi ngọc bản trên người. Lục trầm hàn nắm tay lại, thu hồi tố hồi ngọc bản, gió nổi lên trong hẻm, kiếm ý cuồn cuộn ẩn hiện, thấy một người một linh sắp động thủ, cốc lương thiên nhanh chóng lui về phía sau một bước, lấy ra pháp trượng đài sen ngăn cản kiếm ý của lục trầm hàn, sau đó phi thân phóng qua tường hẻm, chạy về phía ngoài thành là cốc lương thiên. Pháp trượng đài sen vừa lấy ra, các tu sĩ trên đường liền nhận ra hắn. Tiền tài động nhân tâm, không ít tu sĩ chủ động chặn lại cốc lương thiên, không cho hắn ra khỏi thành. Đợi khi lục trầm hàn đuổi ra tới thì mọi người đều cả kinh, không ngờ ngay cả côn luân lục trầm hàn cũng ở đây. Ta cho ngươi một cơ hội buông tay chịu trói Lục trầm hàn đứng sau cốc lương thiên nói với điều kiện ngươi phải trực tiếp mang ta đến côn luân. Cốc lương thiên xoay người, vung tay bầy pháp trận, đẩy ngã các tu sĩ đang chặn xung quanh nói. Lục trầm hàn mặt không biểu tình đáp, quên nói với ngươi một chuyện, ta nhận được lệnh có thể giết chết phản đồ tu chân giới ngay tại chỗ. Vừa rồi cho ngươi xem tố hồi ngọc bản bất quá là hảo tâm cho ngươi một lời giải đáp trước khi chết mà thôi. Cốc lương thiên nắm chặt pháp trượng, nghiến răng ngực phập phồng, xem ra tông chủ đã truyền tin đi khắp các đại tông, tình hình này chỉ có đi một nơi mới có thể giúp hắn bảo toàn tính mạng. Bồng lai Cốc lương thiên nhìn các tu sĩ vây chung quanh như hổ rình mồi, lại nhìn sang lục trầm hàn ở đối diện, trong lòng thầm than chính mình hôm nay sợ là khó mà có thể rời khỏi đây. Ta đã nói rồi, không phải là ta. Cốc lương thiên gõ pháp trượng đài sen xuống đất một cái thật mạnh, linh lực truyền thẳng xuống thông qua pháp trượng, lấy nơi pháp trượng gõ xuống làm tâm, xung quanh nổ tung, khiến cho các tu sĩ đứng gần đó không thể không né tránh. Hắn bắt lấy cơ hội này chạy thẳng về phía cổng thành. Chỉ là chiêu này tuy rằng hữu dụng với các tu sĩ bình thường nhưng lại chẳng thể ngăn cản được Lục Trầm Hàn. Hắn rút thấp tuyệt kiếm ra phóng theo Cốc Lương Thiên, hắn bật nhảy tung người lên cao, một kiếm bổ xuống từ sau lưng Cốc Lương Thiên, nhất kiếm phá vạn vật, lực lượng kinh người. Cốc lương thiên bị kiếm ý chém trúng, thân mình lảo đảo phun ra một đống máu tươi. Hắn thế nhưng cũng không chỉ hoãn thêm giây phút nào nhanh chóng ổn định thân thể, tiếp tục chạy vào trong rừng. Lục trầm hàn không nhanh không chậm đuổi theo ở phía sau, phảng phất như mèo đang vờn chuột, lâu lâu lại vung kiếm lên, kiếm ý chém đổ cổ thụ, ngăn cản đường đi của cốc lương thiên. Thực lực của hai người vốn đã có tranh lệch, nay trong tay lục trầm hàn lại còn cầm thần binh, còn có thất tuyệt tương trợ, cốc lương thiên bất quá chỉ mới chạy được mấy chục dặm mà cả người đã không còn chỗ nào lành lặn. Cốc lương thiên đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn lục trầm hàn, thời gian qua, không phải chỉ có một mình người có tiến bộ. Lục trầm hàn nắm kiếm sông tới chém về phía hắn, tiến bộ nhờ vào quy phục ma chủ. Cốc lương thiên dậm chân một cái, pháp trận khổng lồ hiện ra, ngay lập tức kiếm ý như bị bông mềm bao lấy, tốc độ chậm lại, Lục trầm hàn chơ mắt nhìn cốc lương thiên biến mất trong trận pháp, chỉ để lại một câu. Trận pháp diệp tố làm ra dùng tốt thật. Trước khi đi hắn còn muốn kéo một đợt thù hận, thành công khiến sắc mặt lục trầm hàn lạnh xuống. Khi lục trầm hàn chậm rãi tra tấn cốc lương thiên thì hắn đã âm thầm thiết lập trận pháp, chỉ đợi thời cơ chín mùi liền truyền tống đến nơi khác. Ở một khu vực núi rừng hoang vắng, cốc lương thiên chống pháp trượng, quỳ một gối trên mặt đất, giơ tay lao vết máu bên miệng, ngửa đầu nhìn khu vực đầy bụi gai trước mặt, không biết chính mình có thể chịu đựng được đến khi đến bồng lai hay không. Có lẽ ngày đó nếu không đi cấm địa, hắn hẳn là vẫn còn ở vạn Phật Tông yên ổn làm một Phật tử. Sau khi ma quân xâm lấn, tất cả các đại tông đều rút khỏi luân chuyển tháp, từ nửa năm đó đến nay đệ tử các tông đều tản ra khắp nơi trừ khử ma vật Tây Phương có hai đại tông là Côn Luân và Vạn Phật Tông nên không phải chịu nhiều đợt tấn công của ma vật, chỉ có Bắc Phương yếu nhất, ma vật xâm lấn nghiêm trọng. Côn Luân là đệ nhất đại tông tu chân giới, tất nhiên phải cử ra trưởng lão, đệ tử đi chi viện, còn phải điều tra, phá hủy các huyết trì. Những chuyện này không có quan hệ gì với cốc lương thiên ở Vạn Phật Tông, hắn ta trừ việc quét sạch ma vật bên ngoài Vạn Phật Tông, ngẫu nhiên đi điều tra manh mối một vài huyết trì. Thời gian còn lại đều chỉ ngốc trong tông môn nghiên cứu bí kíp pháp trận lấy ra từ luân chuyển tháp. Cốc Lương Thiên không giống Lục Trầm Hàn, chỉ trong thời gian nửa năm đã dựng lại thanh danh, hắn không để ý cái này. Các đại tông đều có át chủ bài, ma vật xâm lấn nhiều lắm cũng chỉ vài năm mà thôi, thật sự không cần thiết tiêu tốn quá nhiều tinh lực vào chuyện này, còn những tu sĩ ngoài kia còn sống hay đã chết, không liên quan gì tới hắn dù sao những tông môn như ngô kiếm phái côn luân đều sẽ không ngồi yên mặc kệ cốc lương thiên mang theo tâm lý như vậy mà làm phật tử của hắn mỗi ngày đánh chuông gõ mõ tùy tùy tiện tiện có lệ cho xong sau đó sẽ về phòng tu luyện ngẫu nhiên hắn sẽ nhớ tới diệp tố và du phục thời hắn cực kỳ tò mò về thân phận của du phục thời rất muốn bẩm báo chuyện này cho tông chủ tiếc là diệp tố quá âm hiểm xảo trá khiến hắn lấy cảnh giới phát lời thề chặn đứng các khả năng hắn nói chuyện này ra ngoài. Chỉ cần nói ra, tu sáu của hắn sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Trên đời này cốc lương thiên coi trọng nhất chính là bản thân mình, nên cũng chỉ đành câm miệng không dám hó hé nửa lời. So sánh ra thì đồng môn của Diệp Tố, Ninh Thiển Giao, đầu óc của nàng ta như là đồ trang trí, không chỉ tặng không cho hắn một cái mó còn tí nữa thì hố chết hắn. Ninh Thiển Giao ăn và ở vạn Phật Tông nên Cốc Lương Thiên đôi khi cũng sẽ chạm mặt nàng ta trong Tông môn. Lần nào cũng đều cảm khái không thôi. Đầu óc sao lại phẳng như vậy? Nếu Diệp Tố là Huyền Âm chi thể, Cốc Lương Thiên cảm thấy tu chân giới này nhất định sẽ bị Diệp Tố lật úp. Đáng tiếc Huyền Âm chi thể lại nằm trên người Ninh Thiển Giao. Một lục trầm hàn thôi cũng leo lên không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui Cốc Lương Thiên lại nhớ tới những trận pháp mà Diệp Tố dùng trong Tông môn Đại Bì trong lòng ngớ ngáy khó chịu nên cuối cùng hắn lén lút học tập những trận pháp đó, thậm chí còn ngầm thu mua những tố hồi ngọc bản quay lại diệp tố trong tông môn đại bì, nghiên cứu tất cả các trận pháp mà nàng thi triển. Hắn tự nhủ biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng mà trận pháp còn chưa học xong thì liên tiếp có mấy thông tin chấn động truyền tới, chưa hết kinh ngạc vì linh mạch của thiên cơ môn khôi phục, thì lại nghe tin diệp tố truyền tống lâm tuyển thành vào bên trong côn luân mỗi một tin tức hắn đều nghe hiểu nhưng đặt chúng lại bên nhau thì lại không quá rõ ràng mãi đến khi nghe được thông tin hoàn chỉnh từ chỗ tông chủ cốc lương thiên liền biết diệp tố lại tiến bộ không ít ta phải đến giúp côn luân rời lâm tuyền thành về chỗ cũ hẳn là phải mất thời gian hai ba ngày ngươi lưu lại trong tông môn xử lý các sự vụ tông chủ vạn phật tông nhạc kỵ trước khi đi dặn dò cốc lương thiên cốc lương thiên cuối đầu nhận lệnh tuy nhiên trong lòng lại thập phần muốn được đi cùng để xem lâm tuyển thành bị truyền tống đến côn luân như thế nào. bất quá tông chủ đã lên tiếng, hắn chỉ đành phải lưu lại. vốn dĩ hắn cho rằng ngày tháng sẽ cứ vậy trôi qua như cũ, thì bỗng một ngày bên trong vạn phật tông xuất hiện ma vật. đại trận không hề có chút động tĩnh nào, chỉ có thể là ma vật không hề đi qua đại trận mà trực tiếp xuất hiện ngay bên trong vạn phật tông. điều này nói rõ bên trong vạn phật tông có huyết trì. Chuyện này không có khả năng, hắn đã tra soát toàn tông vài lần, chưa bao giờ phát hiện chỗ nào có dị thường. Cốc lương thiên đứng trong tông môn nhìn ma vật không ngừng nhảy ra tàn sát các đệ tử, trong lúc nhất thời hắn hoảng hốt, tay chân luống cuống, ngay cả giản hồ cùng ninh thiền giao cũng đều chạy ra giao chiến với ma vật. Chỉ có một mình hắn vẫn đứng tại chỗ bất động. Cốc lương thiên chỉ là không hiểu, vì sao những ma vật này lại có thể không một tiếng động tiến vào đây, vì sao bọn chúng lại dám tiến vào. Bên trong vạn Phật Tông còn có ba vị độ kiếp đại năng đang bế quan, đây là át chủ bài của Đại Tông, chống lưng vững chắc của bọn họ. Chỉ là vì sao đến hiện tại ma vật đã đánh vào đến bên trong vạn Phật Tông mà các sư tổ lại không có bất kỳ phản ứng gì. Là do những ma vật này quá dễ để tiêu diệt nên bọn họ không cần ra tay sao? Cốc lương thiên đứng ở tại chỗ một hồi lâu rốt cuộc động đậy tuy nhiên không phải đi tiêu diệt ma vật mà lại là xoay người đi cấm địa, trong đầu có một thanh âm thúc giục hắn đến cấm địa nhìn xem. Có chỗ nào đó không đúng. Cốc Lương Thiên đã từng đến cấm địa một lần, là vào buổi tối ngày hắn nhận chức Phật tử. Tông chủ vạn Phật Tông Nhạc Kỵ dẫn theo tân Phật tử đứng ở trước cửa động phủ của ba vị sư tổ, quỳ xuống lễ bái, bẩm báo việc Phật tử mới đã được chọn. Cốc Lương Thiên mở ra trận pháp của cấm địa chạy vào trong, hắn hít sâu một hơi, sau đó liền nhanh chóng bước vào động phủ thứ nhất. Không hề cảm nhận được bất kỳ uy áp gì như trong tưởng tượng, Cốc Lương Thiên đi thẳng vào trong mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, hắn nhẹ bước tiến vào, sau đó, liền nhìn thấy một thi thể khô khốc. Đại năng bế quan mấy ngàn năm trong truyền thuyết, mà hiện tại chỉ còn là một khối thây khô. Cốc lương thiên nghiêng ngả lảo đảo chạy sang động phủ thứ hai, thứ ba, không có bất kỳ ngoại lệ nào, tất cả đều là thây khô. Sau khi đến động phủ thứ ba hắn rốt cuộc mới tìm về được một chút thần trí, ngồi xổm xuống xem xét thi thể của sư tổ. Hai thây khô đầu tiên đều giữ nguyên trạng thái đả tọa, chỉ có thi thể thứ ba này không phải, xem tư thế tựa hồ đã từng dãy ruộng. Tầm mắt cốc lương thiên rời xuống dưới, trên ngực của sư tổ có cắm một thanh chỉ thủ, hắn cảm thấy rất quen mắt, là thanh chỉ thủ trong phòng tông chủ. Một suy đoán liền hiện lên trong đầu hắn, khiến sắc mặt của hắn trắng bệch. Sự tình tiếp theo giống như những gì Ninh Thiển giao chứng kiến, chỉ là không phải Cốc Lương Thiên chạy án mà là do hắn nghe tông chủ sắp về tới, sợ bị giết chết diệt khẩu nên mới cuống cuồng chạy trốn. Tác giả có lời muốn nói. Cốc Lương Thiên sờ cá, làm việc qua loa, thất bại, thuận tay kéo thù hận cho Diệp Tố. Chương 165. Thân phận. Cốc Lương Thiên cấu kết ma chủ, giết chết ba vị độ kiếp đại năng. Diệp Tố đứng bên ngoài sân viện, duỗi tay chụp lấy một đạo lưu quang, đạo lưu quang rơi vào trong tay nàng liền biến thành một mảnh lá cây, trên bề mặt viết tin tức truyền về từ các nơi. Nàng đọc nội dung một lát, có chút không thể nào lý giải được. Cốc Lương Thiên là một người có tư tưởng ích kỷ, làm việc lúc nào cũng phải tìm lợi cho bản thân, không mang lại lợi ích gì cho hắn thì tuyệt sẽ không động tay. Cấu kết ma chủ, hại chết độ kiếp đại năng thì hắn có được chỗ tốt gì? Còn bị toàn tu chân giới truy nã. Cái gì chết? Dịch Huyền bước ra từ trong phòng hỏi. Diệp Tố đưa lá cây cho hắn xem, là tin tức về tu chân giới ở Bồng Lai không dùng truyền tin ngọc điệp mà bọn họ có đường truyền tin đặc thù, chính là những tia sáng không ngừng bay lên đáp xuống trong sân. Ba người Diệp Tố mới ở đây mấy ngày thôi mà bên ngoài có vẻ đã nghiêng trời lệch đất. Cốc Lương Thiên, Dịch Huyền không có ấn tượng tốt lắm với người này, cũng không liên quan đến chúng ta. Chỉ là ta thấy chuyện này có chút kỳ quái. Diệp Tố nhận lại lá cây từ trong tay hắn, mở bàn tay thì lá cây nọ lại hóa thành tia sáng bay đi nàng quay lại nhìn hắn hỏi vẫn không có cách nào khống chế được ma khí sao dịch huyền mang một thân ma khí trầm mặc một lúc đáp bồng lai trưởng sử đưa cho đệ một quyển tâm pháp ma tu nếu tu luyện quyển tâm pháp này thì hắn sẽ hoàn toàn không còn đường trở về được nữa cũng chính là hoàn toàn nhập ma nếu đệ không muốn luyện thì thiên cơ môn vẫn dư sức nuôi nổi một đệ tử Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt Dịch Huyền nói: "Không được, Dịch Huyền không chút do dự cự tuyệt, đệ muốn tu luyện nó. Thiên cơ môn đều là luyện khí sư, chỉ riêng mỗi Diệp Tố là dị loại, nếu hắn cứ mãi trì trệ không tiến thì toàn bộ áp lực sẽ đổ dồn lên vai đại sư tỷ. Phải nhập ma cũng không sợ sao?" Diệp Tố hỏi hắn, trong tương lai phần lớn các tu sĩ sẽ xa lánh, ghét bỏ đệ. Dịch Huyền gần từng chữ một nói: Đệ đã bắt đầu tu quyển tâm pháp đó rồi. Chỉ có trở nên cường đại hơn thì thế nhân mới không dám xem nhẹ ghét bỏ, dù cho trong lòng bọn họ có suy nghĩ như thế đi nữa thì cũng không dám biểu lộ ra. Nhập hay không nhập ma thì đệ vẫn là đệ tử Thiên Cơ môn. Diệp Tố đi vào trong viện, quay đầu nhìn Dịch Huyền, nếu muốn tu luyện tâm pháp thì phải tranh thủ thời gian, chúng ta sắp xuống núi rồi. Dịch Huyền không trốn tránh ánh mắt của nàng, vẻ mặt trước nay lạnh lùng cũng có chút thả lỏng, đệ biết rồi. Ngũ sư đệ về phòng luyện tâm pháp, Diệp Tố đứng ở trong sân khom lưng nhặt lên giấy rơi đầy đất. Nàng nhặt một đường đến trên bàn trong viện, gom gọn chúng lại đặt sang một bên. Đây là sơ đồ phát thảo hộ môn đại trận mà Diệp Tố vẽ mấy ngày nay. Nàng đã vận dụng vào đây tất cả các trận pháp có tính phòng ngự mà nàng đã xem qua ở luân truyền tháp, tuy nhiên vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó hộ môn đại trận ban đầu của thiên cơ môn quá mức ưu tú, vô luận nàng vẽ thế nào thì đều không nhịn được mà nghĩ đến đại trận đó, mặc dù bị tàn phá, bị người động tay chân nhưng vẫn tràn ngập sự sắc bén bàng bạc. Thậm chí Diệp Tố Hoài nghĩ sở dĩ trận trung trận có thể giam cầm được linh mạch thiên cơ môn hơn phân nửa là mượn lực từ chính hộ môn đại trận nguyên bản. Đáng tiếc cảnh giới của nàng không đủ cao, không cách nào nhìn rõ được toàn bộ kết cấu của đại trận. Nghĩ đến đây, bàn tay Diệp Tố đang sửa sang các bản vẽ đột nhiên ngừng lại, cảnh giới của nàng xác thật là không đủ cao, nhưng thần thức đã sớm vượt xa trình độ hóa thần sơ kỳ, có lẽ có thể tái hiện lại đại trận trong Thức Hải. Nàng từ trước đến nay vừa nghĩ đến sẽ bắt tay làm ngay, nàng buông giấy ra ngồi thẳng người, tập trung tinh thần, nhập định tiến vào Thức Hải. So với lúc rời thành trước kia, Thức Hải an tĩnh hơn không ít, cũng ảm đạm hơn, tình huống lúc ấy đặc thù. Diệp Tố phát hiện thái độ của chính sơ Tôn Nhân đối với bọn họ không thân thiện nên liền dứt khoát cắt đứt tất cả thần thức còn chưa thu hồi lại. Diệp Tố dựng thần thức dậy từ trong thức hải, bắt đầu mô phỏng hộ môn đại trận của Thiên Cơ môn. Những chỗ nàng xem hiểu có thể dễ dàng phác họa ra được, nhưng những chỗ xem không hiểu thì chỉ có thể đành dựa hoàn toàn vào ký ức để sao chép ra. Nhưng rõ ràng khi đến những đoạn nàng không hiểu thì thần thức rõ ràng có thể cảm nhận được ẩn ẩn không khỏe đây là thống khổ do vượt cấp dựng trận tạo thành. Thất bại, thất bại, vẫn là thất bại. Phần lớn Diệp Tố chỉ mới phát hỏa đến được một nửa liền gặp thất bại, trong khi đây chỉ là đại trận đã bị tàn phá qua trăm năm chứ còn chưa phải là trận pháp trong thời kỳ toàn thịnh. Thần thức bị sử dụng quá độ liên tục nhiều ngày khiến linh phủ của Diệp Tố lung lay sắp đổ, nàng chỉ đành phải tạm thời dừng lại, chữa trị thức hài. Sau khi mở mắt thoát khỏi trạng thái nhập định, Diệp Tố phát hiện Du Phục Thời đang ngồi sát bên nàng, cánh tay lót lên giấy gục đầu xuống bàn ngủ rồi. Tầm mắt nàng dừng trên cái chán chân bóng của hắn, không hề có bất kỳ vết sẹo nào, rất khó tưởng tượng chỗ này đã từng bị rạch một một đường thật sâu. Hẳn là do ánh mắt của nàng dừng lại quá lâu, Du Phục Thời chậm rãi mở mắt, mặt vẫn gối trên cánh tay, một lúc sau mới ngồi dậy hắn vừa ngồi thẳng người thì quyển sách trên đầu gối cũng theo đó trượt xuống đất phát ra một tiếng bốp thật lớn diệp tố cúi đầu nhìn thì phát hiện ra đó là quyển từ điển cổ văn nàng mang ra từ luân truyền tháp nàng dỗi tay nhặt quyển từ điển thật dày lên ngón tay nhẹ nhàng chịu ra một thanh khiết thuật phủi sạch bụi bẩn mới đưa lại cho du phục thời du phục thời không nhận hai tay khoanh trước ngực nhìn diệp tố tư thế như muốn tính sổ một phen sao lại ngủ trên bàn diệp tố vờ như không nhìn thấy ngón tay chỉ chỉ vào quyển từ điển đệ đang đọc sách à tiểu sư đệ thật sự không giống người sẽ thích đọc sách xé sách thì có khả năng hơn không ai để ý ta du phục thời không vui nói cả sân viện một tên thì chui vào phòng tu luyện tâm pháp ma tu một người thì nhập định ở trong sân du phục thời tự mình chơi vài ngày cực kỳ nhàm chán vừa lúc thức hải trong linh phủ đang quay cuồng không cách nào có thể tiếp tục mô phỏng đại trận nên Diệp Tố liền chuyên tâm nói chuyện với tiểu sư đệ. "Ta để ý đệ mà." Diệp Tố mở ra quyền từ điển cổ văn, trước kia đệ dùng quyển sách này để học chữ sao? Du Phục thời nghiêng nghiêng đầu, quả nhiên bị lời nói của nàng hấp dẫn lực chú ý, chắc là vậy. Diệp Tố lật lật đến vài tờ cuối cùng, nhìn thấy bên cạnh hàng chữ được thêm vào trước đó lại nhiều ra thêm một hàng chữ khác thất học là cái gì, bị gạch đi, bên cạnh viết ta không phải thất học, hai hàng chữ bất đồng thời đại, nhưng cùng chung một kiểu chữ biếng nhác. Diệp Tố nhìn thấy hai hàng chữ này thì nhịn không được bật cười ra tiếng, nụ cười này trong mắt du phục thời lại hiểu thành nàng đang cười nhạo hắn. Tiểu sư đệ lập tức vươn tay che lại quyển từ điển đang mở, nói với đại sư tỷ vô lương tâm, không cho xem. Diệp Tố trong một khoảnh khắc không nhớ đến linh phủ đang đau đớn nữa nàng mỉm cười gật đầu, được, không xem nữa. Du phục thời rút quyển từ điển về, lật sang các trang khác, che đi dòng chữ mình đã viết. Ánh mắt Diệp Tố chạm đến phù chú đồ mà Du phục thời vừa lật tới, theo bản năng rời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện Du phục thời nhìn phù chú đồ đó cũng không xuất hiện dị trạng nào. Nàng thử nhìn lại phù chú đồ trên trang giấy như cũ chỉ thoáng qua một chút nhưng suýt nữa toàn bộ tinh thần bị hút vào trong đó. Để xem phù chú này không gặp vấn đề gì sao? Diệp Tố hỏi Du Phục Thời. Du Phục Thời có chút ngạc nhiên dương mắt, hiển nhiên hắn không hiểu ý mà Diệp Tố đang hỏi. Ta không xem được trang phù chú đồ này. Diệp Tố giải thích một phen, sau đó lại hỏi hắn, để có thể xem được sao? Du Phục Thời rũ mắt nhìn nhìn phù chú đồ trên quyển từ điển cổ văn, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, thốt ra một câu kinh người, đây là ta vẽ. Diệp Tố Trong lúc nhất thời trong sân chỉ có âm thanh gió luồn qua lá bồ đề, xào sạc xào sạc. Nàng chưa bao giờ biết tiểu sư đệ còn biết phù thuật. Phù chú đồ này là đệ vẽ. Diệp Tố hỏi lại một lần nữa xác nhận, tiểu sư đệ, đệ biết vẽ phù trận ư. Dù phục thời đầu tiên là gật dầu, sau đó lại lắc đầu, Hắn vươn một ngón tay chỉ vào trang giấy, "Ta chỉ biết họa mỗi cái này." Hắn mơ hồ nhớ là có người đã ép hắn phải học cho bằng được phù chú đồ này, nói sẽ có ích trong tương lai. Đệ không biết vẽ phù trận, chỉ biết vẽ mỗi phù chú đồ này. Diệp Tố hỏi hắn, "Đúng. Dù phục thời khép lại quyển từ điển cổ văn, nhìn Diệp Tố hỏi, "Ngươi không biết vẽ sao?" Trong ấn tượng của hắn, Diệp Tố không gì là không biết cảnh giới quá thấp diệp tố trả lời đơn giản trên thực tế tính theo tuổi của nàng thì cảnh giới này đã là cực cao chẳng qua những thứ diệp tố đang tìm hiểu cao thâm hơn tri thức của các tu sĩ bình thường rất nhiều nên lúc nào nàng cũng cảm thấy cảnh giới không đủ dùng dù phục thời áp mặt lên quyển từ điển nằm dài lên bàn nghiêng mặt nhìn diệp tố bỗng nhiên nói ta có thể vẽ trên đại môn của thiên cơ môn thiên cơ môn đại môn Diệp Tố ngây người trong thoáng chốt, hỏi hắn, có phải đệ nhớ ra được cái gì hay không? Phải vẽ trên đại môn của thiên cơ môn. Dù phục thời có chút mờ mịt lặp lại một lần. Mỗi khi hắn ngủ thật ra đầu óc đều đang tiến hành chữa trị. Mấy ngày nay tựa hồ hắn mơ thấy rất nhiều thứ. Chẳng qua sau khi tỉnh lại thì phần lớn lại không nhớ gì cả. Được, vẽ trên đại môn. Diệp Tố rỗi tay che lại đôi mắt hắn, thấp giọng nói, không cần nghĩ quá nhiều. Trên đường mòn nhỏ trong núi, có một người đang che lại phần eo của mình, máu từ ngón tay không ngừng chảy ra, người nọ lảo đảo chạy về phía trước, chàng hạt trong tay sớm đã bị phá hủy, pháp trượng đài sen cũng loang lổ vết kiếm. Người này chính là Cốc Lương Thiên. Lục Trầm Hàn quả nhiên không dễ thoát khỏi như vậy, thế mà lại thả một sợi thần thức trong kiếm ý, từ Bắc Phương đuổi theo một đường tới đây. Cốc Lương Thiên lần nào cũng đều phải lấy Diệp Tố ra kích thích hắn, tuy rằng sẽ bị thương nặng hơn nhưng hắn vẫn còn cơ hội. Bởi vì tên Lục Trầm Hàn này tự cao tự đại, càng kích thích hắn như vậy thì hắn lại càng muốn tự mình giải quyết Cốc Lương Thiên. Không có trưởng lão hay tông chủ nào đuổi đến đây, chỉ có một mình Lục Trầm Hàn, Cốc Lương Thiên vẫn còn có cơ hội thoát thân. Ngươi cho rằng bản thân có thể trốn được bao xa? lục trầm hàn bỗng nhiên xuất hiện trên đoạn đường mòn ở phía trước nhìn cốc lương thiên đang nghiêng ngả chạy tới ta có vô dụng đi nữa thì ngươi cũng sẽ chết trong tay ta thôi cốc lương thiên ngừng lại cả người hắn đều là vết kiếm hắn trong lúc nhất thời trốn khỏi vạn phật tông nên căn bản không có mang theo bao nhiêu đan dược một đường chỉ dựa vào hấp thụ linh khí trong linh thạch để chống đỡ hiện tại linh thạch cũng đã sớm dùng sạch rồi cái chết của ba sư tổ không có liên quan gì đến ta sức chống chịu của cốc lương thiên sắp tới cực hắn hắn nhìn lục trầm hàn gần từng chữ người giết bọn họ là tông chủ vạn phật tông nhạc kỵ biểu tình của lục trầm hàn cũng không thay đổi chút nào bắt đầu vu oan cho tông chủ của chính mình cốc lương thiên ngươi muốn đi bồng lai đúng không lục trầm hàn đột nhiên hỏi hắn sắc mặt cốc lương thiên biến đổi hắn vòng tới vòng lui cũng là vì muốn tới bồng lai để cầu cứu không nghĩ tới vẫn bị lục trầm hàn phát hiện ra. Thật ra ngọn núi này đã nằm trong địa phận bồng lai. Lục trầm hàn tay nắm kiếm nở một nụ cười sâu xa, ngươi cho rằng người bồng lai muốn gặp là có thể gặp sao? Cảnh nội bồng lai vô bồng lai, trong địa phận của bồng lai chưa chắc có bồng lai, lúc nhỏ lục trầm hàn đã nghe sư phụ, đạo nhân nói qua. So với ảo thuật của hợp hoan tông, ảo thuật bồng lai càng am hiểu hơn trong khoản ẩn và hiện, không riêng gì diện mạo mà còn cả toàn bộ bồng lai. Chỉ thời điểm bồng lai muốn hiện thân thì thế nhân mới có thể nhìn thấy, nếu không, ai cũng không thể tìm ra, dù cho có gặp thoáng qua cũng sẽ không phát hiện được người bên cạnh chính là bồng lai. Cốc Lương Thiên chạy tới chạy lui trong khu vực núi non này vài ngày qua, sợ là hắn còn không biết bản thân sớm đã tiến vào địa phận bồng lai. Người bồng lai cứu bọn người thiên cơ môn kia nhưng không đại biểu cũng sẽ cứu ngươi. Lục trầm hàn cười lạnh một tiếng, không nói tới chuyện người đã quy phục ma giới. Cho dù người vẫn là người tu chân giới thì cho dù có chết trước cửa lớn bồng lai cũng không ai sẽ quản. Lòng cốc lương thiên trầm xuống, hắn vốn dĩ nghĩ rằng sau khi tới được bồng lai, cho dù có phải quỷ trước đại môn hắn cũng phải cầu xin được vào, lại không ngờ tới ngay cả bóng dáng bồng lai còn chẳng thể thấy được. Cho nên, bồng lai chính là ở gần đây. Cốc lương thiên hỏi, chỉ là ta nhìn không thấy. Lục trầm hàn huy kiếm, lạnh lùng nói, đừng có dãy rụa vô ích nữa. Thật ra hắn có chút đáng tiếc cốc lương thiên, không yên ổn là một Phật tử lại đi câu kết với ma vật, còn giết chết ba vị độ kiếp đại năng. Chết dưới kiếm của mình, cũng coi như là vinh quang cốc lương thiên ngồi không cũng được hưởng. Cốc lương thiên đứng dậy, gắng gượng dựng lên pháp trận chống lại kiếm ý của hắn, chỗ bụng không còn bàn tay ấn vào nên máu lại ào ạt chảy ra. Diệp tố ngươi ra đây. Trong khoảnh khắc sinh tử, cốc lương thiên cũng bất chấp cảnh giới về sau. Hắn vừa chống cự lục trầm hàn vừa điên cuồng gào to. Ngươi còn không ra ta sẽ nói thân phận của du phục thời cho mọi người đều biết. Lục trầm hàn bị tiếng hét đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc. Ngay cả kiếm ý cũng đánh chật. Khi nghe thấy câu nói kế tiếp thì không khỏi nhíu mày. Ngươi có kêu nữa cũng vô dụng thân phận của du phục thời còn không phải chỉ là một tên yêu lục trầm hàn tuy nghĩ như vậy nhưng kiếm chiêu lại chậm đi vài phần hắn không cảm thấy người bồng lai sẽ xuất hiện hắn chỉ muốn nghe cốc lương thiên nói câu kế tiếp ngươi không sợ ta nói ra sao cốc lương thiên càng gào càng lớn như chút hết chút sức lực cuối cùng lục trầm hàn cũng đang ở đây một khi hắn biết thì toàn bộ côn luân đều sẽ biết Lục Trầm Hàn thấy hắn mãi vẫn không nói rõ, không còn kiên nhẫn nữa, lập tức vung kiếm chém tới. Bất quá một kiếm này lại bị người chặn lại. "Tiểu sư đệ ta có thân phận gì?" Diệp Tố bỗng nhiên bất thình lình xuất hiện, đứng giữa hai người, nhìn về phía Cốc Lương Thiên hỏi. "Tác giả có lời muốn nói." "Cốc Lương Thiên, thân phận cao quý." Chương 166. "Cứu ta." trong một vùng đất núi trống, ba người ra đứng ở ba góc, cốc lương thiên là chật vật nhất, một thân máu me đầm đìa, hai người khác đứng im ở hai góc đối diện không động đậy. Đúng như lời lục trầm hàn nói, bọn họ đã tới địa phận bồng lai, thậm chí đã ở ngay dưới chân bồng lai, chẳng qua vẫn luôn đảo quanh gốc cây bồ đề mà thôi. Diệp Tố vốn dĩ đang ở trong sân nghiên cứu đại trận, bởi về tiểu sư đệ đột nhiên nhớ tới phải vẽ phù chủ đồ trong quyển từ điển lên đại môn thiên cơ môn, Nàng nghĩ không biết có phải ký ức của hắn đã bắt đầu khôi phục hay không. Không bao lâu sau Diệp Tố bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi tên mình, nàng cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác nên buông bút trong tay tập trung lắng nghe, lần này lại nghe thấy tên Du Phục thời. Là âm thanh truyền tới từ phía dưới. Bọn họ đang ở trên một cây bồ đề rất lớn, cách mặt đất rất xa, vậy mà âm thanh lại có thể truyền được lên tận đây, có thể thấy người nọ ở bên dưới kêu to đến mức nào còn dùng cả linh lực. Nghe xong vài câu, Diệp Tố liền nghe ra được là ai? Tân Phật tử Cốc Lương Thiên. Diệp Tố không muốn để ý đến hắn, nhưng sau đó thanh âm của Cốc Lương Thiên ngày một nhỏ dần, rõ ràng đã suy yếu đi, cộng thêm đối diện hắn có vẻ còn có lục trầm hàn. Nàng sợ tên họ lục thật sự lấy được thông tin giá trị nào đó từ cốc lương thiên nên đành phải nhanh chóng đi xuống, cũng may người bồng lai trên cây bồ đề cũng không để ý việc nàng xuống dưới. Vừa xuống tới nơi từ xa Diệp Tố liền thấy lục trầm hàn huy kiếm chém về phía cốc lương thiên, ngón tay nàng nhanh chóng cách không vẽ ra một đạo phù chú phóng tới ngăn cản kiếm ý của hắn. Cốc lương thiên nắm chặt pháp trượng đài sen, nhờ nó chống đỡ mới không đến nỗi quỳ dạp xuống đất, hắn nhìn thấy Diệp Tố vậy mà thật sự xuất hiện, tức khắc thở dài một hơi nhẹ nhõm, người dẫn ta vào bồng lai ta sẽ không nói ra thân phận của Du Phục Thời." Diệp Tố liếc mắt nhìn Cốc Lương Thiên, "Vậy ngươi nói ta nghe thử đệ ấy có thân phận gì?" Cốc Lương Thiên, hắn làm sao biết Du Phục Thời có thân phận gì? Tóm lại là một thân phận không đơn giản, nhưng nếu cứ nói ra như vậy thì hắn sợ hôm nay bản thân không nghi ngờ gì sẽ bỏ mạng tại đây. "Ngươi muốn ngăn cản ta giết kẻ cấu kết với ma chủ." Lục Trầm Hàn nhìn Diệp Tố, hai mắt lạnh lẽo à suýt nữa quên mất thiên cơ môn có một đệ tử là ma cho nên thiên cơ môn đây là trắng trợn liên kết với ma giới sao tổ tông của côn luân các ngươi cũng chưa bao giờ ra kết luận như vậy diệp tố nhìn lại hắn hơn nửa năm không gặp phong thái lục đạo hữu càng mạnh mẽ hơn xưa lục trầm hàn nghe thấy diệp tố nhắc đến thời gian nửa năm trước thì liền nhớ tới mối thù bị đá khỏi luân truyền tháp sắc mặt càng thêm vặn vẹo nếu ngươi không có quan hệ gì với ma giới thì lăn qua một bên, đừng cản đường ta chém chết tên phản đồ cấu kết với ma chủ này. Ta không có cấu kết với ma chủ. Cốc Lương Thiên lập tức phủ nhận, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tố, đại trận đó đã bị người khác động tay động chân từ trước, ta chỉ là cảm thấy tình huống không đúng nên mới tiến vào cấm địa tìm các sư tổ. Không biết vì sao, Cốc Lương Thiên cảm thấy có thể giải thích được chuyện này với Diệp Tố. Lục Trầm Hàn cắt ngang lời hắn, phất tay ném tố hồi ngọc bản cho Diệp Tố. Có chứng cứ rõ ràng hắn liên thủ với ma chủ giết ba vị sư tổ của vạn Phật Tông. Người còn thắc mắc gì nữa? Diệp Tố xem nhanh qua tố hồi ngọc bản mà Lục Trầm Hàn đưa. Một đoạn không đầu không đuôi, nói hắn đâm chết sư tổ cũng đúng. Nhưng nói hắn giúp sư tổ rút trùy thủ ra cũng không sai. Đệ tử vạn Phật Tông làm chứng, khi ma vật tràn vào, cốc lương thiên đột nhiên chạy về hướng cấm địa, mà trận pháp cấm địa phải cần hai người mới có thể mở ra. Lục trầm hàn nắm thất tuyệt kiếm, cảm giác nôn nóng dâng lên trong lòng. Hắn muốn một kiếm chém chết cốc lương thiên sau đó nhanh chóng trở về phục mệnh, nhưng Diệp Tố cứ đứng ở đây, mười phần vướng bẩn. Trong khi hắn còn không biết chắc Diệp Tố có thể dở ra bao nhiêu thủ đoạn, nàng ta ở đây thì tên du phục thời đó chắc chắn là cũng ở gần đâu đây ma vật xâm nhập từ bên trong tông môn, lúc ấy các sư tố lại không có bất kỳ phản ứng gì, ta cảm thấy quá mức kỳ quái nên mới đi xem xét. Sắc mặt Cốc Lương Thiên tái nhợt, một bàn tay ấn chặt bụng, nhìn Diệp Tố giải thích, có một vị sư tổ trên người có cắm thanh trỉ thủ của tông chủ, đại trận bị người khác nghịch truyền từ trước, chuyện này có quan hệ với tông chủ, không phải ta làm. "Bỉ ổi." Lục Trầm Hàn lạnh mặt nói tông chủ vạn Phật tông vì sao lại làm ra chuyện này? Người có tâm ma còn không phải chính là ngươi hay sao? Cốc lương thiên đáp, tâm ma của ta đã sớm tiêu tán từ lúc thấy ngươi bị đá ra từ luân chuyển tháp rồi. Lời này vừa nói ra, mặt lục trầm hàn ngay lập tức đen lại. Chuyện sỉ nhục nhất đời hắn thế mà cứ bị liên tục nhắc tới nhắc lui. Ngươi đã từng gặp qua chính sơ tôn nhân chưa? Diệp Tố đột nhiên hỏi Lục Trầm Hàn. Lục Trầm Hàn, ngươi có ý gì? Ai cũng đều biết đại năng độ kiếp có lực lượng gần với thần nhất, át chủ bài của các đại tông còn không phải chính là một khi tông môn lâm vào nguy cơ thì các sư tổ đại năng bế quan sẽ xuất quan hộ tông hay sao? Diệp Tố vẫn còn nhớ rõ năng lực gần như hủy thiên diệt địa của chính Sơ Tôn Nhân, lửa đã cháy đến cửa nhà như thế mà ba vị sư tổ vạn Phật tông lại không có chút phản ứng nào, đây không phải là một chuyện kỳ quái sao? lúc trước khi quyết định truyền tống Lâm Tuyền Thành đến Côn Luân thì Diệp Tố đã suy tính đến điểm này. Côn Luân vốn dĩ là tu chân đệ nhất tông môn, thực lực mạnh nhất, lại có phong trần đạo nhân và các vị trưởng lão chấn giữ, Lâm Tuyền Thành truyền tống vào Côn Luân sẽ có xác suất được cứu cao nhất. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới truyền tống đến Côn Luân thì chính sơ tôn nhân liền xuất hiện. Chỉ có khi nước sôi lửa bỏng sư tổ mới có thể xuất hiện, còn bất quá chỉ vài tên ma vật còn con dẫn đầu bởi vài tên ma quân, trong khi còn có yêu vương ở đó, vì sao các đại năng lại phải ra tay? Lục Trầm Hàn không muốn tiếp tục dây dưa với hai người này nữa, tay lấy ra truyền tin Ngọc Điệp liên hệ tông chủ vạn Phật tông. Ma chủ, cốc lương thiên bỗng nhiên trợn to mắt nhìn phía sau Lục Trầm Hàn hô to. Lục Trầm Hàn lập tức cảm thấy sống lưng phát lạnh, nắm lấy thất tuyệt kiếm quay ra sau chả một nhát lúc này cốc lương thiên vẫn hết sức tàn còn lại di chuyển đến trước mặt diệp tố kéo ống tay áo của nàng cứu ta